kiện ra mắt trực tuyến Asian Cup cùng Amway xác lập kỷ lục Việt Nam. Mở rộng cộng đồng cũng như thu hút nhiều hơn nữa những khách hàng tiềm năng. Vậy thì chúng ta cùng nhau trong năm đầu tiên triển khai ra thị trường từ tháng 4 năm 2022. Và bây giờ hành trình đi Di Cúc chính thức bắt đầu. Liên quan đến nhau rất nhiều. Ở bên cạnh ta đã có quên quên
cùng nhau bao bên, hòa mình cùng đi chi cúc, hòa mình cùng đi chi cúc, đi chi cúc một người nấu. Làm sao phát triển kinh doanh cùng đội đa năng Amway Queen? Ba năng lực cần có: kỹ năng sử dụng nồi thanh thảo, nắm bắt đa dạng công thức nấu ăn dinh dưỡng, bí quyết thuyết trình nổi bật ưu điểm nồi đa năng. Tất cả đều có trong chương trình đào tạo TC Cook năm 2023. Chuyên gia đồng hành xuyên suốt chương trình: đầu bếp Dương Thị Hải Anh. Nội dung đào tạo đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện tại Amway Việt Nam. Chuỗi đào tạo gói trọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt trên online. 24 công thức nấu ăn mâm cơm Việt theo mùa. Chuỗi đào tạo đầu bếp tại gia Amway Queen tại Hà Nội, Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Trải nghiệm phương pháp nấu ăn lành mạnh với nồi Amway Queen, trực tiếp giao lưu cùng chuyên gia. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2023. Phát triển kinh doanh dễ dàng cùng nồi đa năng Amway Queen. Vâng, xin được chào tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng của công ty Amway Việt Nam ạ. Không biết là các anh chị đã nghe thấy tín hiệu của tài rõ chưa ạ? Nếu mà chúng ta đã nghe rõ rồi thì chúng ta thả thả tim được không ạ? Thả tim hoặc là thả vào ô hỏi đáp số 4 được không ạ? Vì hôm nay là tháng 4 rồi đúng không ạ? Tháng 4 là chúng ta cũng gần đến hết năm tài chính rồi. Nếu mà các anh chị nào mà chúng ta đã nghe rõ tín hiệu của tài thì chúng ta thả tim, thả chat để cho ban tổ chức biết được không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì Tài thấy là trong buổi Zoom webinar ngày hôm nay thì đã có đâu đó khoảng 300-400 các anh chị chúng ta đã vào phòng Zoom này rồi. Và cũng cảm ơn tất cả những cái tình cảm của tất cả các anh chị nhà phân phối đã dành cho Home Party, dành cho DJ Cook, dành cho nồi Amway Queen trong suốt những năm vừa qua. Và ngày hôm nay để khởi động cho hành trình DJ Cook năm 2023 với vô vàn những điều tuyệt vời và đặc biệt ở phía đằng sau, thì Tài cũng sẽ có một đôi lời chia sẻ đến tất cả các anh chị. Có thể trước đây các anh chị đã là nhà phân phối Amway từ cách đây lâu năm rồi, hoặc là có thể các anh chị chúng ta cũng làm nhà phân phối mới gia nhập Amway đúng không ạ, và chúng ta cũng mới tiếp cận cái nồi, thì tất cả chúng ta đều đã tụ họp trong buổi Zoom ngày hôm nay để cùng lắng nghe cái hành trình của DJ Cook năm 2023. Thì như các anh chị cũng đã biết thì nồi Amway Queen Quốc, một sản phẩm vô cùng tuyệt vời của công ty Amway Việt Nam, đã về Việt Nam từ cách đây đâu đó khoảng 6 năm đúng không ạ? Nếu không tàn nhớ không nhầm thì vào năm 2016-2017 nồi Amway Queen chính thức về Việt Nam. Và trong cái khoảng thời gian cách đây khoảng 6 năm thì công ty với chiếc nồi Amway Queen thì công ty cũng đã ra được một cái mô hình nấu ăn tại nhà có tên là Home Party đúng không ạ? Thì Home Party trong cái thời điểm mà cách đây tầm 6 năm cho đến năm 2021 thì Home Party vẫn là một cái mô hình để giúp cho tất cả các anh chị nhà phân phối của chúng ta, đặc biệt là những anh chị nhà phân phối mới từ 0% đến 6%, chúng ta bắt đầu kinh doanh Amway bằng chiếc nồi Queen, bằng cái việc là chúng ta mời những khách hàng tiềm năng và những ứng viên tiềm năng đến tham dự những cái bữa ăn được nấu tại nhà đúng không ạ? Để chúng ta cũng có thể là chúng ta chia sẻ những cái giá trị về dinh dưỡng, cũng như là chúng ta có thể là phát triển hoạt động kinh doanh. Và đến năm 2022 thì đi theo xu thế chung của thế giới là thương mại mạng xã hội đúng không ạ? Như các anh chị cũng đã biết là tất cả các ngành hàng của chúng ta bây giờ đều go online đúng không ạ? Và đó là xu thế tất yếu của thế giới và của Việt Nam. Và Amway cũng sẽ không nằm ngoài cuộc chơi đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ phải thay đổi để chúng ta tiệm cận những cái mới, để chúng ta phát triển cái hoạt động kinh doanh của chúng ta được nhanh hơn. Và đến năm 2022 khi mà chương trình được đổi tên bởi công ty Amway Việt Nam từ Home Party sang DJ Cook thì nó cũng định vị chương trình nấu ăn theo một hướng khác biệt hơn một chút, đó chính là chúng ta không chỉ là thực hiện những buổi Home Party nấu ăn trực tiếp tại nhà
hay nói cách khác là nấu ăn offline, mà chúng ta còn thực hiện những hoạt động ở trên online đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã có những hoạt động để chúng ta đưa lên trên online trong năm 2022 vừa rồi trong chương trình DigiCook. Và trong năm 2022 thì có đến hơn, nếu mà tài liệu không nhầm thì có đến hơn 40.000 bài đăng về nấu ăn được thực hiện bởi nhà phân phối Amway Việt Nam, cũng như là hơn 20.000 lượt livestream nấu ăn và gần 10.000 buổi nấu ăn home party tại gia, một con số vô cùng tuyệt vời trong năm 2022. Tuy nhiên, ban tổ chức và công ty cũng nhận thấy là trong năm 2022 thì chúng ta làm các cái hoạt động về nấu ăn online và offline thì chúng ta cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định và có những cái rào cản nhất định để chúng ta thực hiện những cái hoạt động nấu ăn online, hoặc là chúng ta làm thương hiệu cá nhân trên online về dinh dưỡng, về nấu ăn dinh dưỡng, lối sống ăn uống dinh dưỡng đúng không ạ? Vẫn còn khá là hạn chế. Cho nên sau khá là nhiều tháng công ty lắng nghe những ý kiến phản hồi từ những nhà phân phối lãnh đạo cũng như lắng nghe ý kiến phản hồi từ tất cả các anh chị nhà phân phối trên toàn quốc, thì công ty sau khoảng 3 tháng nghiên cứu và phát triển nội dung cho DigiCook năm 2023 thì ngày hôm nay ban dự án của DigiCook rất là vui khi gọi là trình làng đúng không ạ? Trình làng một dự án DigiCook năm 2023, mặc dù tên thì là cũ nhưng mà nội dung thì hoàn toàn mới. Với mục tiêu của DigiCook 2023 sẽ tập trung vào đầu tư rất nhiều chất xám, nguồn lực và rất nhiều những nỗ lực từ phía công ty Amway Việt Nam vào các hoạt động về đào tạo cho nhà phân phối. Ở đây đào tạo trong DigiCook 2023 không chỉ là đào tạo những kỹ năng hay là những phương pháp để chúng ta làm những hoạt động nấu ăn trên mạng xã hội, mà đặc biệt hơn nữa DigiCook 2023 mang đến cho các anh chị một mô hình, một giải pháp và tập trung vào việc là đào tạo các anh chị về những phương pháp, kỹ năng nấu ăn dinh dưỡng bằng cái nồi Queen, làm sao để chúng ta upgrade bản thân hơn, nâng cấp bản thân hơn đúng không ạ? Nâng cấp bản thân hơn của chúng ta bằng việc là chúng ta hiểu biết hơn về nồi Queen, hiểu biết hơn về những cái kiến thức kỹ năng dinh dưỡng để chúng ta khi mà chúng ta đi làm thị trường đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi làm thị trường thì chúng ta có vốn kiến thức rộng hơn, chúng ta có kỹ năng được tốt hơn với chiếc nồi Amway Queen để làm sao chúng ta thuyết phục được khách hàng hay là thuyết phục được những ứng viên tiềm năng, từ đó chúng ta chuyển đổi họ thành khách hàng và nhà phân phối mới của chúng ta, cũng như là chúng ta cũng có thể là bán chéo sản phẩm những cái sản phẩm khác, ví dụ như đặc biệt là Nutrilite, để chúng ta cũng có thể là phát triển hoạt động kinh doanh của chúng ta được dễ dàng hơn và nhanh hơn rất là nhiều. Và tất cả những cái nội dung phía sau thì từng phòng ban liên phòng ban sẽ trình bày với các anh chị về tất tần tật những cái hoạt động, những cái nội dung từ đào tạo, từ những chương trình thực hành thử thách ở trên mạng xã hội, và hướng dẫn các anh chị làm sao để chúng ta có thể là đăng ký những cái hoạt động về nấu ăn, cũng như là đăng ký những cái khóa đào tạo thực sự là rất đặc biệt trong năm 2023 này. Thì từng phòng ban một sẽ trình bày với tất cả các anh chị về cái kế hoạch cũng như là hướng dẫn các anh chị từng bước một. Và sau buổi ngày hôm nay thì ban dự án cũng sẽ gửi những cái video clip cũng như là những cái file hướng dẫn cho tất cả các anh chị để chúng ta có thể là truyền thông cho tuyến dưới. Và điểm đặc biệt trong DigiCook 2023 thì ngoài các cái chương trình đào tạo vô cùng đặc biệt ra, ngoài các cái chuỗi thử thách cho nhà phân phối ra, thì đặc biệt hơn đó chính là năm nay DigiCook sẽ tập trung không chỉ hỗ trợ những nhà phân phối mới, mà chúng ta mà công ty sẽ tập trung hơn hỗ trợ những đội nhóm Platinum trở lên bằng các chương trình hỗ trợ Platinum đặc biệt trong năm 2023. Và bên cạnh những đặc quyền được đào tạo, hay là chúng ta bên cạnh những thử thách dành cho nhà phân phối, thì chúng ta cũng sẽ có những cái chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho Platinum, những nhà phân phối Platinum trở lên. Thì cụ thể những cái chương trình này ra sao thì một xíu nữa thì từng phòng ban sẽ trình bày với các anh chị. Và ngay bây giờ, không để các anh chị chờ đợi lâu nữa, thì ngay bây giờ sẽ là phần mở màn những một trong những chương trình đầu tiên của DigiCook 2023. Xin mời lên Zoom là chị Kim Hằng, giám sát huấn luyện cấp cao của công ty Amway Việt Nam, sẽ trình bày với các anh chị tất cả những cái kế hoạch về đào tạo trong của DigiCook năm 2023. Xin mời chị.
Vâng, xin cảm ơn Tài và xin nồng nhiệt chào đón tất cả các anh chị nhà phân phối lãnh đạo cũng như tất cả các anh chị nhà phân phối rất là đam mê nấu ăn với lại nồi Amway Queen ạ. Không biết các anh chị mình đã nghe rõ tiếng của Hằng thì có thể cho Hằng một biểu tượng như là mặt cười hay là tim hay là like share gì được không các anh chị? Vâng ạ, cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều ạ. Như xin phép cũng được giới thiệu với các anh chị thì em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Hằng, đến từ phòng huấn luyện của Amway và phụ trách nhãn hàng Nutrilite Bodykey. Nếu như anh chị nào đã từng tham gia các chương trình đào tạo liên quan đến Nutrilite thì chắc chắn là các anh chị đã từng gặp Hằng rất là nhiều lần đúng không ạ? Nhưng mà đối với lại cái chương trình đào tạo liên quan với lại cái nồi đa năng Amway Queen thì như Tài cũng đã vừa chia sẻ, nồi Amway Queen này về Việt Nam bao nhiêu lâu thì nó sẽ tương ứng với lại tuổi đời của Hằng ở tại Amway bấy nhiêu lâu các anh chị. Hằng vẫn còn nhớ mãi cái kỷ niệm lần đầu tiên khi Hằng mới vừa gia nhập Amway tuần sau đó luôn, đó là cái lễ ra mắt nồi đa năng Amway Queen Cookware ở tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Song song sau đó thì về mặt phòng huấn luyện thì tụi Hằng cũng chỉ tổ chức những cái chương trình đào tạo về home party, giới thiệu về đặc điểm nổi bật của nồi Queen và sau đó là sẽ học hỏi những cái kinh nghiệm từ thị trường của các anh chị nhà phân phối về cách nấu nồi và để mà đưa ra cái nội dung đào tạo home party cho các anh chị. Và bắn từ đó cho đến nay thì gần như là về mặt đào tạo huấn luyện thì có thể nói thì đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt để mà phòng huấn luyện được đại gia chí tài ở đây đến từ phòng kinh doanh với những cái nguồn đầu tư rất là dồi dào để tạo điều kiện cho phòng huấn luyện có cơ hội quay trở lại đồng hành với lại tất cả các anh chị và mang lại nhiều giá trị cho các anh chị hơn đối với lại cái chương trình đào tạo DigiCook trong năm 2023 ạ. Thì như các anh chị mình cũng đã biết á, thì bản thân Hằng là một chuyên viên về đào tạo về dinh dưỡng đúng không, và rất là theo đuổi về những cách thực hành về sống khỏe, sống lành mạnh, sống healthy vân vân, và cũng đâu đó cũng tập tành nấu với lại các cái nồi Queen thông qua các chương trình DigiCook năm 2022 á các anh chị. Thì không biết các anh chị thì sao ha, thì ban đầu khi mà Hằng nấu ăn với lại cái nồi Queen á thì Hằng cũng cố gắng thực hành hết tất cả những cái món và thậm chí là nêm gần như là không nêm những gia vị gì, cũng hay copy cái công thức từ các anh chị nhà phân phối ở trong cộng đồng Queen Quốc ra, ví dụ như chỉ nêm một tí muối, những cái công thức nấu ăn vô cùng đơn giản. Xong rồi sau đó thì Hằng cũng có rủ rê người ở trong nhà của Hằng xem thử rằng là ăn cái món cho Hằng nấu thử xem các anh chị. Thì ban đầu á chồng của Hằng thì rất hưởng ứng các anh chị, ăn được một ngày hai ngày, xong rồi sau đó đến ngày thứ ba thì có vẻ như hơi lắc đầu các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì cái kỹ năng nấu nướng của Hằng nó chưa có được tối ưu. Và chồng Hằng nói như thế này nè, ăn uống healthy thì là tốt đấy, nhưng mà phải nuốt được cái đã. Không biết rằng ở trong phòng Zoom ở đây có bao nhiêu anh chị đã từng đồng cảm với lại cái trải nghiệm của Hằng khi mà tập tành nấu ăn healthy thì có thể cho Hằng một cái biểu tượng tim được không ạ? À? Ăn uống healthy thì tốt đấy, nhưng mà phải nuốt được cái hả các anh chị. Cho nên là có thể nói là một cái bài toán, một cái điểm đau của Hằng đang đặt ra, đó là làm sao mình phải ăn uống healthy nhưng mà mình phải đảm bảo được cái tiêu chí là ngon nữa đúng không các anh chị, ngon. Và như thế thì chúng ta mới có thể giữ gìn được tình cảm của gia đình và tránh cái rạn nứt tình cảm gia đình các anh chị ạ. Và Hằng tin chắc rằng có rất là nhiều những cái tim, là những cái like và những cái biểu tượng mặt cười và khóc dở cười nữa. Và thông qua những cái khảo sát của Tài á thì Hằng thấy rằng ở ngoài thị trường á thì sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề và liên quan đến về đào tạo. Có ba cái điểm đau lớn. À, cái điểm đau số 1 á là có rất nhiều anh chị là chưa nắm bắt được cái cách sử dụng cái nồi đa năng Amway Queen, dẫn đến là chưa có sử dụng được tối ưu những cái đặc tính nổi trội của chiếc nồi. Không biết các anh chị thì sao, như ở nhà Hằng á thì khi mà Hằng xách cái nồi về, chồng Hằng là một minh chứng cho cái chuyện đó, và anh ta nói rằng là ủa cái nồi này anh thấy là nó chỉ có bự hơn so với cái nồi thường thôi, chỉ nấu được nhiều hơn thôi, đâu có công dụng gì hơn đâu. Đó là một cái trường hợp nhất. Không biết rằng ở nhà của các anh chị hay là những khách hàng của các anh chị có gặp trường hợp này thì cho em Hằng xin biểu tượng số 1 thả vào trong Q&A để xem thử là cái điểm đau này có ở thị trường của các anh chị có nhiều người gặp phải không ạ. Đó là nhà phân phối hoặc là khách hàng là chưa nắm bắt được kiến thức và kỹ năng nấu nồi, cho nên dẫn đến là xem cái nồi như là một công cụ nấu ăn rất là bình thường. Và dẫn đến là chưa có tối ưu được những cái đặc tính nổi trội của nồi đa năng Amway Queen ạ. À. Vâng ạ, à, có quá trời số 1 luôn ạ, à, quá trời số 1 luôn ạ. À. Và tiếp theo nữa sẽ là cái điểm đau số 2 mà Hằng nhận thấy được thông qua những cái khảo sát từ thị trường đó các anh chị. Đó là biết cách sử dụng nồi đa năng Amway Queen
Tuy nhiên thì lại giới hạn các công thức mà nấu ăn lành mạnh và dinh dưỡng. Cho nên sẽ dẫn đến cái trường hợp giống như Hằng nè, ăn riết rồi cũng ngán, ngán đến nỗi mà bây giờ Hằng là chỉ có mỗi ngày là nấu một ngày 3 bữa và Hằng sẽ tự xách đi ăn một mình. Còn lại tất cả thành viên của nhà Hằng sẽ ăn theo một cái chế độ ăn khác các anh chị. Đó là cái điểm đau số 2, đó là mình giới hạn về cái mặt công thức nấu. À, đâu đó sẽ dẫn đến là rạn nứt tình cảm gia đình đúng không ạ? À? Bởi vì mâm cơm là cái mâm cơm mâm cơm kết nối, mâm cơm hàn gắn các thành viên này gia đình với nhau, nhưng mà chúng ta biết nấu ăn dinh dưỡng lành mạnh nhưng mà nấu không ngon, dẫn đến không đảm bảo được thị hiếu của tất cả các thành viên ở trong gia đình của mình, thì cái công tác mà lan truyền cái việc truyền thông về dinh dưỡng sức khỏe của mình thì nó chưa được hiệu quả. Anh chị nào có cái điểm đau số 2 này cho Hằng comment cái câu số 2 vào trong box chat này được không ạ? À? Điểm đau số 2 các anh chị ha, là đã biết nấu rồi nhưng mà chỉ nấu những cái công thức cơ bản thôi. À, còn những cái công thức mà nấu ăn làm sao cho nó ngon, cho nó hợp khẩu vị và nó phải dinh dưỡng và nó lành mạnh thì lại chưa nắm bắt được ạ. À, có anh chị nào và Hằng đã bắt gặp được những con số 2 và trên màn hình cũng rất là nhiều những cái biểu tượng la như thế này, rất là đồng cảm đúng không các anh chị? Rồi và tiếp theo nữa thì Hằng sẽ phát hiện thấy rằng có một cái vấn đề tiếp theo nữa ở tại thị trường của mình, đó là rất nhiều anh chị nhà phân phối đã biết cách sử dụng cái nồi của mình một cách thành thạo rồi. À, tuy nhiên thì lại chưa biết cách thuyết trình khi mà kinh doanh với lại cái nồi đa năng Amway Queen, mình nấu những cái món ăn với lại khách hàng nhưng mà người ta chưa biết cách thuyết trình để làm nổi bật được những cái đặc điểm nổi trội của nồi đa năng Amway Queen các anh chị, dẫn đến là chúng ta chưa có phát triển kinh doanh được hiệu quả giống như chúng ta mong muốn. Không biết rằng anh chị nào đang ở trong cái điểm đau số 3 này thì cho em Hằng xin con số 3 và bóc chat hoặc bất kỳ cái biểu tượng nào mà các anh chị thả được ở trên cái webinar của chúng ta ngày hôm nay ạ. À. Điểm đau số 3 là gì ạ? À? Đó chính là chưa biết cách thuyết trình để làm nổi bật được cái tính năng của nồi Amway Queen khi mà chúng ta chia sẻ cho khách hàng ạ. À. Quá trời con số 3 ở đây luôn các anh chị. Vâng ạ, à, xin cảm ơn các anh chị ạ. À. Và chính vì vậy để hiểu rõ, để biết được những cái điểm đau đó của các anh chị á, cho nên là khi mà ban dự án mà kêu gọi phòng huấn luyện vào trong DC Cook các anh chị thì Hằng gật đầu cái rụt liền các anh chị, là bởi vì do một là để giải quyết được cái nỗi đau của bản thân là cái số 1 là cái ưu tiên ạ. À. Cái thứ hai nữa là giải quyết được những cái hạn chế ở trong cái phòng đào tạo, đó là phòng đào tạo chỉ dừng lại ở cái đến mức là chỉ cung cấp cho các anh chị các cái kiến thức liên quan đến về dinh dưỡng và sức khỏe ở cái mức độ là cơ bản cũng như là hàn lâm như những cái chương trình đào tạo tư vấn viên sức khỏe Nutrila chẳng hạn. Nhưng mà chưa hề có một cái cơ hội nào để mà ứng dụng các kiến thức dinh dưỡng chính thống vào trong những cái mâm cơm gia đình để từ đó sẽ giúp cho các anh chị mình lan tỏa những cái thông điệp này hiệu quả hơn cho cộng đồng. Nên là khi Tài đề nghị phòng huấn luyện vào dự án DC Cup là gật đầu 100% và cam kết sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ đến các anh chị để tạo nên những cái chương trình đào tạo thực sự là chất lượng tuyệt vời và giải và đáp và giúp cho các anh chị mình xóa bỏ được ba cái điểm đau mà Hằng đã mới vừa đề cập ạ. Và các cái chương trình đào tạo trong năm 2023 các anh chị thì chúng ta sẽ có hai cái chuỗi chương trình chính bao gồm trên cả kênh online và cả offline các anh chị. Thì cái chương trình online nó sẽ có tên là gói trọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt cùng với nồi đa năng Amway Queen. Nó sẽ giúp cho chúng ta làm cái gì? Thứ nhất là các anh chị sẽ được trang bị công thức và cách thức nấu 24 mâm cơm lành mạnh dinh dưỡng thuận theo mùa như là xuân, hạ, thu, đông cùng với nồi đa năng Amway Queen trong năm 2023. Và các anh chị sẽ biết cách được mình sẽ thuận theo tự nhiên, mình sẽ biết nguyên liệu được ở từng cái vùng miền của mình như thế nào, thời tiết khí hậu ra làm sao, chúng ta nên chọn những cái món ăn gì cho phù hợp. Xong rồi trong những món ăn đó nó sẽ đảm bảo cung cấp cho chúng ta những cái dưỡng chất như thế nào. Và khi chúng ta nấu cái nồi đa năng Amway Queen thì nó sẽ nổi bật lên được cái lưu giữ lại tối đa những cái hàm lượng dưỡng chất mà có trong thực phẩm của chúng ta ra sao các anh chị. Đó, thì ở đây rất là chuỗi 24 mâm cơm lành mạnh dinh dưỡng thuận theo mùa. Và song song đó thì trong cái chuỗi đào tạo này thì chúng ta cũng sẽ được học hỏi với lại đầu bếp chuyên nghiệp và là người thực hành về triết lý về dinh dưỡng thuận theo tự nhiên là những gì mà nó rất là phù hợp đối với lại Amway của chúng ta đúng không các anh chị ha. Slogan và phòng marketing đang truyền thông trên fanpage của Nutrilite đó là gói trọn thiên nhiên sống khỏe chủ động đúng không ạ? Và chúng ta đang dùng cái concept này là gói trọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt cùng với đa năng Amway Queen. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có cơ hội được giao lưu với các anh chị nhà phân phối lãnh đạo dồi dào kinh nghiệm phát triển kinh doanh cùng với nồi đa năng Amway Queen. Và tất cả các chuỗi chương trình đào tạo online này nó sẽ đều lần đầu tiên
nó sẽ được xuất hiện tại fanpage cộng đồng WinCup Việt Nam các anh chị ạ. Và song song đó thì chúng ta sẽ có cái chuỗi chương trình đào tạo offline các anh chị ha. Nó sẽ diễn ra tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ ở trong năm nay luôn. Thì đặc điểm ở trong cái chương trình offline này ở đây á các anh chị sẽ với cái mục tiêu là gì? Là sẽ giúp cho các anh chị mình biết cách những cái chia sẻ được những cái đặc điểm nổi bật của nồi Amway Queen thông qua cái quá trình nấu các anh chị. Cho nên là anh chị nào mà chúng ta đủ được các điều kiện tham dự vào trong chương trình offline thì các anh chị mình sẽ được điều gì ạ? Thứ nhất là các anh chị mình sẽ được tham gia một cái workshop thực hành liên tục trong thời gian 2 ngày. Và ngày 1 thì chúng ta sẽ thực hành những cái chuỗi bài học liên quan đến về phương pháp nấu khô, nấu ướp với lại thủy hải sản. Và ngày 2 là chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp về nấu khô, nấu ướp với lại các loại thịt đã. Và tất nhiên hai cái ngày thực hành này thì chúng ta sẽ cùng đều thực hành trên chiếc nồi đa năng Amway Queen, và chúng ta cũng sẽ biết cách học hỏi được từ cái vị đầu bếp chuyên nghiệp là cái diễn giả khách mời chúng ta đang theo đuổi, đang thực hành những cái triết lý thuận tự nhiên đó các anh chị, chính là đầu bếp Dương Thị Hải Anh. Như vậy thì chị Hải Anh có những cái đặc điểm gì đặc biệt và tại sao lại có những cái cơ duyên mà được Amway mời chị để về cộng tác và đồng hành trong cái chương trình BC Cup năm 2023 các anh chị? Trên màn hình thì các anh chị sẽ thấy đây là những cái gọi là profile ha, là những cái thông tin cá nhân của chị Hải Anh. Chị Hải Anh nói về lĩnh vực chef thì chị Hải Anh đây là một đầu bếp chuyên nghiệp các anh chị, là top 5 chef Việt Nam vào năm 2018, và chị cũng đã có rất là nhiều những cái đóng góp trong cái lĩnh vực ẩm thực cũng như là lan truyền các kiến thức và dinh dưỡng ở trong cộng đồng, và cũng sáng tạo nên là cái nền ẩm thực nè, rồi sáng lập nên những cái nhà hàng Việt Nam đương đại để đưa vào đó chính là những cái món ngon mang đậm đà cái văn hóa ẩm thực theo vùng miền. Và nói về lĩnh vực đầu bếp chuyên nghiệp thì chị cũng đã có rất là nhiều những cái giải thưởng như là giải món cá vị ngon nhất tại Pháp, thi đấu với 12 quốc gia trong năm 2017, rất là tự hào đúng không ạ? Huy chương vàng đầu bếp quốc tế Hồ Chí Minh vào 2016, và chị cũng là bếp trưởng của những cái khách sạn 5 sao, của những nhà hàng 5 sao rất là nổi tiếng các anh chị. Và nói đến về lĩnh vực về dinh dưỡng đó, thì chị tham gia vào các chương trình đào tạo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nên là chị không chỉ là một đầu bếp chuyên thuần, chỉ đơn giản chỉ là nấu làm sao nấu cho ngon bày đẹp mắt không thôi, mà còn quan tâm đến rất nhiều về mặt dinh dưỡng được ứng dụng vào trong những cái mâm cơm để làm sao mà có được một cái sức khỏe cho chúng ta được một cách tối ưu nhất. Và đặc biệt thì chị cũng có những câu chuyện rất là truyền cảm hứng bằng cách là chữa lành bản thân của mình thông qua các cái nguyên vật liệu từ trong thiên nhiên, thông qua những cái mâm cơm nhà, mâm cơm. Và từ đó thì chị đang định vị cho mình một cái hành trình trong thứ tiếp theo, đó là dinh dưỡng thuận tự nhiên. Và chính vì những cái profile này cho nên là chị Hải Anh sẽ là một cái người đồng hành có thể nói rất là tuyệt vời với lại cái nhãn hàng Nutrilite của chúng ta, với lại cái nhãn hàng Amway Queen, cũng như là công ty Amway trong cái việc là lan tỏa các cái triết lý chăm sóc sức khỏe chủ động đến cho cộng đồng thông qua những cái mâm cơm Việt, thông qua những cái dinh dưỡng thuận tự nhiên các anh chị. Và để các chị hiểu hơn về chị Hải Anh thì ngay bây giờ Hằng xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn video clip sau đây ạ. Sâu đậm từ cảnh vật cho đến con người. Mọi vùng miền trên tổ quốc Việt Nam đều để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm từ cảnh vật cho đến con người. Tinh thần thổ nhưỡng đã tác động mạnh mẽ đến hương vị, thấm nhuần những nét đặc trưng từ thiên nhiên, khí hậu tới văn hóa và phong tục tập quán.
Tôi yêu sự mộc mạc, tận tâm đến từ con người, sự đa dạng phong phú đến bất ngờ trong sản vật và hương vị. Với tôi, ẩm thực là tình yêu, là dây nối dẫn tôi trở về với cội nguồn tổ quốc. Là một đầu bếp mang trong mình niềm đam mê khám phá, điều này không ngừng thôi thúc tôi đi tìm, ghi chép lại những trải nghiệm, những câu chuyện, những vẻ đẹp rất đỗi mới lạ mà thân cư trên chính cội nguồn của mình. Khởi đầu bằng những sắc hương nồng ấm của núi rừng Tây Bắc, về nguồn là cuộc hành trình từ thế giới của những món ăn ngập tràn hương Việt, cùng những câu chuyện về văn hóa lịch sử mọi miền thông qua món ăn và sản phẩm. Nếu nói ái tình là cội nguồn của sinh tử, thì với tôi ẩm thực là tình yêu quê hương, đất nước, con người. Vâng ạ, và không để các anh chị mình chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ các anh chị mình có mong muốn được gặp gỡ và giao lưu với lại diễn giả của chúng ta và người đầu bếp đồng hành xuyên suốt của chúng ta trong suốt lộ trình đào tạo của Vinfood năm 2023 không các anh chị? Vâng ạ, và em xin mời chị đầu bếp Dương Thị Hải Anh sẽ cùng đến đây sẽ giao lưu cùng với tất cả các anh chị ạ. Vâng ạ, em xin mời chị ạ. Xin chào chị Hải Anh ấy, như là cái hiệu ứng bên chị nó đang bị ấy. Mình chỉnh lại cái background để về tường ấy. Rồi ok. Xin cảm ơn màn chào đón nồng nhiệt của phòng huấn luyện và xin được chào mừng tất cả các anh chị nhà phân phối của Amway Việt Nam ạ. Vừa rồi thì Hằng đã có một cái màn giới thiệu về Hải Anh rất là kỹ rồi. Thậm chí là các anh chị ạ, Hằng giới thiệu về Hải Anh còn kỹ hơn cả Hải Anh sẽ giới thiệu về mình nữa. Cho nên là cũng không biết là sẽ giới thiệu cái gì với cả các anh chị bây giờ. Có lẽ là sẽ... đi ngược lại một chút, đúng không? Đi ngược lại một chút. Vừa rồi thì Hằng nói về một cái lộ trình của Hải Anh từ trước đến bây giờ. Còn Hải Anh thì mong muốn là kể với cả các anh chị một cái lộ trình mà ngay giống hệt như các anh chị, ngay khi Hải Anh còn rất là lúng túng với từng cái bữa ăn một, không biết chuẩn bị một cái bữa ăn cho mình ra sao. Và cái nhu cầu, cái mục đích của Hải Anh lúc đó ấy, nó chỉ là ăn no thôi. Anh chị có muốn là nghe từ những cái trải nghiệm rất là đơn giản như vậy thì cho anh xin số 1 vào trong WhatsApp được không ạ? Vậy là mọi người đã nghe thấy âm thanh ở phía hành rõ chưa ạ? Dạ nghe rõ chị Hải Anh ạ. Ok, cảm ơn Hải Anh nhìn thấy rất là nhiều số 1 rồi. Anh xin phép được share màn hình nha. Rất là cảm ơn Hằng vì giới thiệu, thực sự Hằng giới thiệu cái phần vừa rồi còn kỹ hơn cả Hải Anh giới thiệu về mình. Nên Hải Anh sẽ kể với cả các anh chị nhà phân phối một cái trải nghiệm mà anh chị thấy rằng là ở đâu đó hoàn toàn là có mình ở đấy. Và chỉ với một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi làm quen với cả Amway Queen thì Hải Anh đã có cái trải nghiệm như thế nào. Và đây là một cái trải nghiệm vô cùng thực luôn ạ. Bắt đầu từ cái khi mà Hải Anh vào bếp ý, thì cái đầu tiên, ngay khi mà học bếp, làm bếp ở những cái vị trí rất là đơn giản thì cái thứ mà quan tâm duy nhất của Hải Anh ấy đó chỉ là cái bụng được no thôi. Và nấu ăn cái thời điểm đó ấy, cũng với một cái mong muốn duy nhất là làm no cái bụng mình và làm no cái bụng cho thực khách. Đấy là cái giai đoạn đầu tiên khi mới vào nghề. Nhưng mà lớn hơn một chút, vào nghề cứng hơn một chút, đã là những người mà có những cái vị trí cao rồi, vị trí bếp phó, vị trí bếp trưởng, với những cái mong muốn nó được rất là rõ ràng rằng là món Việt phải có những cái vị trí xứng đáng trên bàn tiệc ẩm thực của thế giới.
Vì sao lại có những cái mong muốn như vậy? Bởi vì mình hiểu rằng là khi mà được Pháp đào tạo 10 năm đi rất nhiều nơi trên Pháp thì Hánh hiểu rằng là ẩm thực Pháp, cái nơi ẩm thực Pháp nó như thế này, nhưng ẩm thực Việt của mình thì không hề kém, quá tuyệt vời. Nhưng tại sao lại đứng ở tận thứ 14? Và chính vì thế cái mong muốn rằng là món Việt phải có vị trí xứng đáng trên bàn tiệc ẩm thực thế giới, thì cái đó nó kéo Hánh đi, cái lý tưởng đó nó kéo Hánh đi rất là mạnh. Không chỉ là sách, không chỉ là bếp trưởng, bếp phó ở những nhà hàng có những cái menu rất là đặc trưng và có những cái món mà thậm chí đã được đưa vào bảo tồn và đưa về những cái đầu bếp ở trên thế giới cũng như các cái đài truyền hình trên thế giới đến chụp. Nhưng ở cái giai đoạn này thì cũng không có gì để nói nhiều lắm. Mà đến cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn đầu tiên của Hánh là ăn no, giai đoạn thứ hai là ăn ngon và ăn đẹp. Giai đoạn thứ ba là Hánh nấu ăn với tình yêu vùng miền. Thì khi mà bắt đầu chuyển giao từ cái ăn chỉ để cho no bụng xong tới ăn chỉ để cho no, không chỉ để cho no mà còn là thưởng thức nghệ thuật, thì nó chuyển hóa sang một cái thứ mọi người có thể nghĩ rằng là nó hàn lâm hơn. Hãy gắn vào đó nấu ăn với tình yêu. Tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu với món ăn đâu, nó còn là tình yêu với quê hương, với đất nước, với con người, với dân tộc. Chính vì thế mà Hánh nói rất là nhiều tất cả những cái món về ẩm thực Việt Nam, như là thịt mỡ, dưa hành, xôi cẩm, đồ như thế nào, dùng các cái chõ đồ xôi ra làm sao, thì tất cả những cái thứ này và một cái thuyết minh rất là đậm tình yêu quê hương đất nước con người Việt, thì Hánh đã được chọn và được huy chương vàng quốc tế để chọn ra Pháp thi đấu. Thì ở Pháp thi đấu, may mắn, có thể nói là may mắn, bởi vì 12 quốc gia thời đó là 12 quốc gia rất là mạnh, và trong đội Hánh thì hai cô gái nhỏ tí xíu, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Và ở đó thì Hánh may mắn rằng đã có một cái món cá có vị ngon nhất thế giới, và món cá này là món cá hoàng gia của Pháp, thi đấu tại nước Pháp và người Việt được giải. Đó thì ở cái hành trình của gọi là tình yêu với bếp này ấy, nó mang lại cho Hánh rất là nhiều những cái vinh quang, những cái niềm vui, cũng có rất là nhiều những cái chiến thắng, nhưng bên cạnh đó thì cũng rất có nhiều đau thương. Thời kỳ này, ngay khi sau cái cuộc thi này 20 ngày liên tục chiến ở trong cái nhiệt độ âm 6 độ C, thì cơ thể Hánh có rất là nhiều những cái báo hiệu về sức khỏe. Không chỉ dừng, không chỉ lắng nghe những cái dấu hiệu sức khỏe đấy, mà ngay khi trở lại sau cái cuộc thi này thì Hánh vào một cái giai đoạn gọi là một tình yêu nó mạnh hơn nữa. Đấy là mình hiện thực cuốn sách Miếng Nhỏ thành cái nhà hàng Tiat, là nhà hàng đương đại. Và cái cuốn sách Miếng Nhỏ đậm đà của Hánh lúc này nó không chỉ nằm trên trang giấy nữa, mà nó được hiển thị tại nhà hàng. Và cũng chính vì cái tình yêu ẩm thực, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu vùng miền này, Hánh lại mua lại một phần của chuỗi vị quảng món ngon miền Trung tại thời bấy giờ, chỉ để thỏa mãn một cái sở thích, đấy là đi tìm hiểu ẩm thực vùng miền và về có nơi ứng dụng một cách thực tế ngay. Đó. Thì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà sức khỏe của Hánh biến chuyển rất là nhanh. Tại thời kỳ này, sau khởi nghiệp khoảng vài tháng, thì bác sĩ chỉ định Hánh cắt toàn bộ tử cung để cho nó tránh di căn. Nhưng mà Hánh không có nghe lời, lúc đấy có thể nói rằng là không có nghe lời bác sĩ, không có nghe theo chỉ định của bác sĩ. Và một cái phần nhỏ khác, phần cá nhân, nó cũng liên quan tới kinh tế, bởi vì vừa rồi Hánh vừa đầu tư vào những cái thứ đó. Đó. Thế mà ngay khi nhận được cái chỉ định của bác sĩ như thế, mình sốc mất khoảng 2 ngày, nhưng lại cũng vì tình yêu mà dấn thân tiếp. Tiếp tục với cuộc thi Top Chef, chỉ bởi vì cái mục đích cuộc thi này đó là ghi dấu ấn Việt trên bàn tiệc thế giới. Và hành trang của Hánh mang đi cái cuộc thi này là toàn bộ gia vị. Mà gia vị không phải để phục vụ nấu ăn, gia vị để phục vụ việc chữa bệnh. Hàng ngày, những cái ngày thi đó, Hánh mỗi một ngày đều ăn 3 bát hỗn hợp nghệ với cả tỏi, với cả nha đam. Và cái lưỡi của Hánh cái thời đó ấy, thì là cháy hết. Cháy, và toàn bộ trong cuộc thi này từ đầu cho tới cuối Hánh làm bằng cảm xúc, làm bằng kinh nghiệm của người đầu bếp 20 năm làm bếp, không phải làm bằng cái lưỡi, không phải làm bằng vị giác, không phải nếm được mặn ngọt nhạt,
Đó. Và cái cuộc thi này nó đã để Hạnh đứng ở một cái vị trí được chọn là top 5. Đó, đấy là một cái giai đoạn mà gọi là dữ dằn nhất trong cái việc thể hiện tình yêu, mà cơ thể của Hải Anh ấy đến cái lúc mà cuộc thi chọn ra top 3 ấy là nó suy sụp đến mức mà Hải Anh vừa làm cái món gì đó buổi sáng, chuẩn bị nguyên liệu mà Hải Anh để ở một chỗ, nhưng chiều Hải Anh không thể nào nhớ được cái đó nó ở đâu đã. Không thể nào nhớ ở đâu, mặc dù là cái vòng quay ở cái chỗ mình ấy nó chỉ có 6 mét, tức là nó 6 mét và nó ba bàn ba ba dãy như thế này, anh không còn nhớ được cái nguyên liệu đó để chỗ nào, ở đâu, đã chuẩn bị đến giai đoạn nào nữa. Đó là cái thời kỳ đấy. Thì toàn bộ cái khoảng này, từ no, từ ngon, từ nấu với tình yêu vùng miền, tình yêu đất nước, thì anh chuyển hóa sang một cái giai đoạn khác. Bởi vì lúc đó anh ngộ ra một điều là nếu như món ăn nó chỉ có ngon, có đẹp, có nghệ thuật, có tình yêu thì nó chưa đủ. Mà cái cốt lõi của một món ăn ấy, cốt lõi của việc nấu ăn ấy, nó phải là dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe. Và khi ngộ ra điều đó thì Hải đã bắt tay vào một cái hành trình thực tế trên chính bản thân mình, áp dụng các chế độ ăn thuận tự nhiên, học dinh dưỡng, học y học cổ truyền, Hạnh đều đang là học viên của y học cổ truyền, thực hành dinh dưỡng thuận tự nhiên, tìm hiểu những cái kiến thức bản địa. Và các anh chị thấy hai cái người ở trên màn hình năm 2016, 2022 và bây giờ là Hạnh ngồi trong Zoom 2023, nó có khác nhau nhiều không ạ? Nó có khác nhau nhiều không ạ? Em thấy là khác rất nhiều luôn á chị Hải Anh ạ, à. Giống như là chị đã được chuyển đổi thành một con người hoàn toàn khác luôn ấy ạ, à. Và có rất là nhiều tim được thả lên từ trên webinar của chúng ta, và có rất nhiều anh chị đang đồng cảm với lại lời chia sẻ của em á chị Hải Anh. Cảm ơn Hằng. Đó. Và chính cái khoảng thời gian này, giữa cái giai đoạn mà chuyển giao này, thì có một cái điều, đấy là khi mà hãy ngộ ra rằng là nếu như món ăn không phải để tốt cho sức khỏe thì tất cả những cái khác nó không có ý nghĩa. Và một món ăn thực sự nó có ý nghĩa khi nó ngon, nó đẹp, và đương nhiên một cái kiến thức nền tảng nó phải tốt cho sức khỏe. Vừa rồi thì Hạnh có nghe rất là nhiều cái câu hỏi của Hằng về thực tế trong gia đình, đúng không ạ? Nấu cho ngon, nấu dinh dưỡng tốt rồi nhưng mà phải ăn được cái đã. Thế thì trong cái giai đoạn mà Hạnh thực hành cái điều này, những cái gì mà Hạnh áp dụng trên bản thân mình cũng như là hướng dẫn cho hàng trăm học viên của Hạnh đã và đang thực hành dinh dưỡng thuận tự nhiên rồi, thì có một cái câu hỏi mà Hạnh hỏi đi hỏi lại rất nhiều, nó lặp lại ở trong Hạnh rất nhiều, đó là ai sẽ là người có trách nhiệm với sức khỏe của toàn xã hội, đầu bếp chuyên nghiệp hay là đại sứ sức khỏe? Đầu bếp chuyên nghiệp hay những người đại sứ sức khỏe sẽ có trách nhiệm với sức khỏe của toàn bộ xã hội? Anh hỏi cái câu này rất rất là nhiều. Và mọi người có biết là cái câu trả lời cuối cùng nó là gì không ạ? Chưa chắc đã phải đầu bếp chuyên nghiệp, mà chưa chắc cũng đã phải là đại sứ sức khỏe nếu các vai trò này nó tách riêng ra. Mọi người câu hỏi câu trả lời của mọi người sẽ là gì ạ? Đầu bếp chuyên nghiệp, đại sứ sức khỏe, ai sẽ là người có trách nhiệm với sức khỏe của xã hội, hay đơn giản là một người đầu bếp tại gia? Với Hải Anh thì đây chính là câu trả lời. Còn với các anh chị thì sao ạ? Nếu các anh chị cũng có một câu trả lời giống như Hải Anh thì có thể cho số 1 vào trong cái chat được không ạ? Nếu cái cuối cùng ấy, ba trong các ai sẽ là người có trách nhiệm với sức khỏe của toàn xã hội? Đầu bếp chuyên nghiệp, đại sứ sức khỏe hay đầu bếp tại gia? Nếu như các anh chị chọn một là đầu bếp chuyên nghiệp thì đánh số 1. Nếu các anh chị chọn đại sứ sức khỏe, các anh chị đánh số 2. Còn nếu như các anh chị chọn đầu bếp tại gia thì các anh chị sẽ đánh số 10 ạ. Em bắt đầu nhìn thấy rất là nhiều số 10 rồi. Cảm ơn các anh chị. Và em Hạnh cũng như vậy. Và rất là cảm ơn. Hạnh rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Nó đã đến đủ nhiều, nó lặp lại đủ mạnh. Có thể vì thế nó thu hút công ty Amway, nó thu hút, thực sự nó thu hút, và Hạnh cảm ơn cái lời mời của Amway đã cho Hạnh một cái cơ hội hợp nhất ba cái vai trò này lại với nhau
đầu bếp chuyên nghiệp. Hánh là một đầu bếp chuyên nghiệp. Hánh mong muốn là qua cái chương trình đầu bếp tại gia Amway sẽ trang bị cho các anh chị đại sứ sức khỏe là nhà phân phối Amway thành thạo cái kỹ năng nấu ăn dinh dưỡng lành mạnh với nồi Amway Queen. Và có rất là nhiều những cái mâm cơm nhà đầm ấm, thuận tự nhiên để cho chính gia đình mình trước. Và đồng thời cùng với cả công ty, cùng với cả hãng lan tỏa nhanh hơn những cái thông điệp nấu ăn dinh dưỡng này tới nhiều khách hàng hơn, cộng đồng rộng hơn, tới những cái khách hàng của Amway, để xã hội của chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều gia đình hơn được tận hưởng những cái mâm cơm đầm ấm, thuận tự nhiên và có lợi cho sức khỏe. Hánh cũng rất là mong là qua cái chương trình này có thể giúp đỡ được các anh chị nhà phân phối có thể thực hành được với cái nồi nó thuận lợi hơn nữa. Và bên cạnh những cái thuận lợi đấy thì Hánh cũng biết rằng là có rất là nhiều những cái vấn đề giống như là Hằng vừa nói, đúng không ạ? Thế thì Hánh cũng rất là chân thành để chia sẻ với cả các anh chị, rất là chân thành chia sẻ với cả anh chị cái trải nghiệm đầu tiên của Hánh với nồi Amway Queen. Các anh chị có muốn nghe không ạ? Giống hệt như những cái gì Hằng vừa nói, không khác một chút nào. Hánh có một cái trải nghiệm rất chân thực giống như các anh chị thôi ạ. Anh chị có muốn nghe cái trải nghiệm đầu tiên của Hánh với nồi Amway không ạ? Có thì cho Hánh xin số 1 vào trong hội chat được không ạ? Quá trời tim đang được là thả lên đó chị hay anh. Vì do hôm nay thì Zoom của tụi em đang làm webinar cho nên là hầu hết các chị sẽ tương tác ở trên thông qua những cái icon rất là nhiều ạ. Ok, Hãy nhìn thấy tắt màn hình share, Hãy nhìn thấy rất là nhiều team rồi. Cảm ơn Hằng, cảm ơn các anh chị. Rất nhiều team, rất nhiều like và pháo hoa. Rồi, thì Hãy kể điều này ra nhưng mà các anh chị đừng cười Hãy nha. Đó là một cái câu chuyện rất thực luôn ạ. Team huấn luyện thì làm việc cùng Hải Anh thì đã nghe câu chuyện này rồi, nhưng mà Hải Anh sẽ không ngại để kể với toàn bộ công ty Amway điều này. Ngày đầu tiên khi nhận được nồi Queen Amway và đọc các cái tài liệu, các cái cẩm nang về nồi Queen, thì Hải Anh đã được nói trước rằng là sau khi làm quen với cái nồi Queen thì Hải Anh sẽ được gặp những cái nhà phân phối, gọi là những cái lão làm của công ty đã có những cái năm tháng, những kinh nghiệm rất nhiều về sử dụng nồi Queen rồi. Cho nên Hải Anh yên tâm là phải có những cái trải nghiệm thật mạnh mẽ để khai thác. Thế là anh chị biết không ạ, Hải Anh đọc cẩm nang ấy, nó có cái chỗ là nồi có chức năng Vitrox, đậy kín, Optem, giữ hơi nước, giữ được rất nhiều dưỡng chất, và chỉ cần nước dính ở trên rau còn lại ở trên miến thôi cũng có thể làm chín thức ăn. Và Hải Anh làm giống hệt như vậy. Anh chị biết kết quả gì đến không ạ? Chỉ 5 phút thôi, cái nồi, cái đáy nồi nó đen ngòm. Và một điều ấy, một cái trải nghiệm rất là người, đấy là nó đen mà lại còn không vệ sinh được cơ. Còn không vệ sinh, không cọ được cơ. Ai có một cái trải nghiệm giống hết như Hải Anh ạ? Cháy khét đấy kìa. Ôi, đó, Hải cũng giống hết các anh chị với lần trải nghiệm đầu tiên. Giống hết các anh chị, Hải nhìn thấy rất nhiều mặt cười và chữ cháy khét ở trong ấy ạ. Cảm ơn các anh chị. Và đó là một cái trải nghiệm vô cùng chân thực cái lần đầu tiên. Và Hải quay ra cầu cứu, Tài ơi làm sao bây giờ, Hằng ơi làm sao bây giờ. Trong khi đó là có deadline thì quá ngắn, sắp đến buổi tìm hiểu rồi. Hải Anh đợt đấy đi Sài Gòn làm quen thứ 6 và thứ 2 thì có cuộc hẹn với cả các nhà phân phối. Làm sao để có một cái trải nghiệm nó sâu hơn, nó đậm hơn, để có thể có nhiều kinh nghiệm, có nhiều trải nghiệm để gặp các lão làng để mình còn hỏi chứ. Không thì lấy gì ra để mà hỏi. Thế là cái trải nghiệm đấy thực sự nó xứng đáng để hỏi. Nhưng các anh chị ạ, đấy nó chỉ là lần đầu tiên thôi. Nhưng lần thứ 2, khi Hải Anh thử nó với một món nước, mà món nước đó lại là một cái món mà rất khó ăn. Đó chính là đến kỳ thải độc của Hải Anh. Thải độc tức là thỉnh thoảng thì Hải Anh sẽ thải độc, Hải Anh sẽ tẩy cái tinh thể cholesterol trong máu nếu có. Đó là một buổi nấu canh ớt, nấu canh lá ớt. Và các anh chị biết rằng là lá ớt ý, thì không hề dễ ăn. Nó không phải là một loại rau phổ thông. Và chỉ những người hiểu về lá ớt, hiểu về các cái tính năng của nó, sử dụng vào nó, hoặc là đã từng ăn nó thì mới biết vị nó như thế nào. Và Hải Anh đã nấu canh lá ớt như thế nào.
cho một chút thịt băm còn lại của buổi trưa vào, đun sôi lên và cho lá ớt vào đợi 3 phút. Không hề cho thêm một chút muối nào cả. Có một chút ở trong cái thịt xào cũ của buổi trưa. Và 3 phút sau mở vung ra thì lá ớt rất là xanh. Bỏ ra bát. Và cái đầu tiên ý, khi mà hãy nếm cái canh lá ớt đó, nếm cái canh lá ớt đó, cái nó chạy trên lưỡi của hắn ấy, cái vị hắn cảm nhận được rằng là cái lưỡi của hắn ấy nó được miêu tả lại từ cái cuống lá ớt cho tới đầu lá ớt, nó giống hệt cái cảm giác khi mà hắn thử cái hoàng trà lần đầu tiên. Và cái hoàng trà đấy nó giống 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 hệt như vậy, từng cái nụ hoa nó nở trong miệng như thế nào. Thì khi thử cái canh lá ớt đấy, hắn cảm nhận được là từ cái cuống lá ớt nó chạy ra cái đầu lá ớt, nó được thể hiện ở trên cái lưỡi hắn giống như vậy. Và hắn không ngừng lại được, ngay lập tức hắn phải viết trên Facebook của hắn ý. Các bạn có thể vào Facebook của hắn, và ngày đó là ngày 27 tháng 3, hắn có ghi một cái title rất là to, đó là phát hiện một dụng cụ nấu ăn có khả năng chữa lành vị giác. Mọi người có thể trượt Facebook của hắn ạ. Và bài đó là bài mà cái post đó là post mà hắn post ngày 27 tháng 3. Và đó là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời hắn khám phá ra, bởi vì hắn không phải là ăn canh ớt một lần, nấu rất nhiều lần với nồi khác. Và cái trải nghiệm đầu tiên với em quay nó vô cùng kỳ diệu. Và tại sao hắn lại nói rằng là nó có khả năng chữa lành vị giác? Bởi vì với công nghệ và Vitrox, nó khóa cái dinh dưỡng lại, nó còn nguyên bản cái dinh dưỡng đó, nó khiến cho chúng ta nếm cái vị của thức ăn đó. Nó thật, nó real đến mức mà các bạn cảm thấy giống như là đang nhai một cái lá ớt thực vậy. Vì sao hắn lại nói rằng nó có khả năng chữa lành vị giác? Hàng ngày trong 6 vị, bình thường mọi người sẽ biết đến ngũ vị, lục vị, nhưng đối với dân thực hành dinh dưỡng thuận tự nhiên thì cái vị thứ 7 ấy, chúng ta không dễ dàng có được nó. Mọi người sẽ bị những cái vị đầu tiên như thế này, mặn ngọt, làm che mất rất nhiều, đúng không? Trong cái thói quen của chúng ta ăn, chúng ta sẽ quan tâm tới 2 vị đầu tiên, đó là mặn ngọt, sau đó thì đến chua cay, và thứ ba thì mới đến đắng chát, đúng không? Cặp thứ ba là cặp đắng chát. Còn cái vị vua, vị lạt, được gọi là vị thứ 7 ấy, chính là vị lạt, vị tự nhiên của rau củ quả ấy, thì hầu hết chúng ta bị mất. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị lạt này do chúng ta nấu với những nồi khác, nó sẽ mất đi rất nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó do cái thói quen ăn uống của chúng ta quan tâm tới những cặp vị mặn ngọt, chua cay, sau đó một chút đắng chát, và cái lưỡi của chúng ta dần bị tổn thương. Đó. Chính vì thế chúng ta mất đi cái khả năng cảm nhận vị giác rất là sâu. Và với em Wayne Queen, hắn có cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Rất là mong ở trong cái hành trình Busy Cook này, hắn có thể truyền chính cái điều đó, chính cái cảm nhận đó, và những cái tháng ngày mà hắn thực hành rất là ngắn với em Quay Queen. Hắn tin rằng với các anh chị là nhà phân phối rồi thì hắn là một học trò trong việc sử dụng nồi em Quay Queen, nhưng với một học trò mà đã có những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy thì hắn tin chắc rằng với cái kinh nghiệm, với cái trải nghiệm của một người đầu bếp chuyên nghiệp, hắn cũng mang cho các anh chị, có thể giúp đỡ các anh chị có được nhiều những cái trải nghiệm wow hơn hắn rất là nhiều trong cái hành trình Digi Cook của năm 2023 này. Hắn cảm ơn phòng huấn luyện, cảm ơn công ty Amway đã trao cho hắn một cái cơ hội để có thể hợp nhất lại các cái vai trò lại với nhau. Chúc cho hành trình Digi Cook 2023 đáp ứng được nhu cầu của phòng đào tạo, phòng huấn luyện, và đáp ứng được cái mục tiêu đào tạo của công ty. Chúc cho các anh chị nhà phân phối ở trong hành trình này trang bị cho mình thêm được rất nhiều những kỹ năng của một đầu bếp chuyên nghiệp, là những cái người đại sứ sức khỏe, và đồng thời là những cái đầu bếp tại gia có rất là nhiều mâm cơm hỗ trợ sức khỏe cho gia đình mình và cho cộng đồng, cho xã hội. Cảm ơn các anh chị. Vâng Mời ạ, bạn xin ạ. cảm ơn chị Hải Anh rất là nhiều ạ. À. Và ở trên màn hình thì em thấy là rất là có nhiều tim, rất là nhiều tràng pháo tay, và đặc biệt là tất cả trong bốc chat xuất hiện lên một cái công dụng của nồi ong Quay Queen nữa là giúp hỗ trợ cho chữa lành vị giác từ góc nhìn chị Hải Anh.
Có thể nói thì trước giờ thì ở Amway thì cũng được đào tạo rất là nhiều về mảng dinh dưỡng. Chỉ đa phần thì sẽ chỉ quan tâm đến cái việc là mình ăn gì để tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bước tiếp theo nữa là ăn cái đó khi nào và lúc nào thì chúng ta nên cần ăn cái món này, món kia và cân bằng về mặt vị giác thì có thể đó là một cái đang còn hạn chế trong cộng đồng của nhà phân phối Amway. Và em cũng rất mong rằng với sự đồng hành của chị Hải Anh và với nhiệt huyết của chị Hải Anh cũng như là sự tham gia nhiệt tình của tất cả các anh chị nhà phân phối trong cái chặng đường DC Cup sắp tới sẽ là một cái nền tảng thực sự vững chắc để mà lan tỏa những cái thông điệp chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn hơn ra cho cộng đồng, đúng như phương châm của chị Hải Anh cũng như là cái tôn chỉ của công ty Amway đang hướng đến cho tương lai, đó là mình xây dựng những cái chương trình để hỗ trợ tốt ngày càng tốt hơn cho cộng đồng của chúng ta ạ. Vâng ạ, em xin cảm ơn chị Hải Anh ạ. Và tiếp theo đây thì em xin mời bạn Tài sẽ cùng quay lại để chia sẻ với các anh chị các thông tin tiếp theo ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn xin cảm ơn đầu bếp Hải Anh và chị Hằng ở bên phòng huấn luyện ạ. Rồi. Ok. Các anh chị thấy phần chia sẻ vừa rồi của chị Anh có tuyệt vời không ạ? Thực sự là Tài là nằm trong team dự án, nhưng mà khi mà nghe những cái chia sẻ của chị Hải Anh xong thì thấy là vô cùng tuyệt vời. Và cũng chia sẻ thật với các anh chị, trong suốt thời gian vừa qua, trong suốt từ tháng 12 đến hết tháng 3, trong vòng 3 tháng thì team dự án bao gồm phòng kinh doanh cũng như là phòng huấn luyện nghiên cứu ngày đêm, các anh chị nghiên cứu ngày đêm, không ngủ. Mỗi ngày thì team dự án chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi, nghiên cứu về nồi queen, nghiên cứu về lộ trình để làm sao mà ra được thị trường trong tháng 4 một cách hiệu quả, cách tốt nhất cho tất cả các anh chị nhà phân phối từ miền Bắc, Trung, Nam, từ Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh ở Mekong, đúng không ạ? Để giúp cho các anh chị chúng ta sử dụng cái nồi queen, đem cái nồi queen này đi OPP một cách nó tốt hơn, đúng không ạ? Tài thì Tài có nói chuyện với một số các anh chị lãnh đạo ở Cần Thơ, ở Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh, thì suốt 6 năm nay thì chúng ta vẫn quen với món lẩu khô, đúng không ạ? Lẩu khô, cơm bắp biểu, hay là những cái món rau củ quả hấp đơn giản để chúng ta đi OPP, để chúng ta thể hiện được cái tính năng của cái nồi. Tuy nhiên thì thời đại thì chúng ta thấy là càng ngày càng phát triển, và nhu cầu khách hàng, nhu cầu của những khách hàng bây giờ thì nó cũng cao hơn rất là nhiều, đòi hỏi chúng ta phải upgrade bản thân, chúng ta phải nâng cấp bản thân lên. Vì cái nồi của chúng ta vô cùng tuyệt vời các anh chị, nó vô cùng tuyệt vời, và là một cái SKU của Amway thì nó có giá trị cao, cho nên chúng ta sẽ phải nâng cấp bản thân hơn để chúng ta có thể là làm kinh doanh được hiệu quả hơn. Và như ban nãy chị Hằng bên phòng huấn luyện cũng có chia sẻ là chúng ta sẽ có những cái lộ trình đào tạo trên online và offline, đúng không ạ? Chương trình đào tạo offline gần nhất chúng ta sẽ có vào ngày 20 21 tháng 4 tại Amway Center. Và vì là số lượng buổi, số lượng session đào tạo offline trong toàn bộ năm 2023 từ giờ đến hết tháng 10, chúng ta sẽ làm 4 lần, Hồ Chí Minh 2 lần, Cần Thơ 1 lần và Hà Nội 1 lần. Số lượng nó rất là hạn chế, vì thực sự là cái chương trình này đầu tư rất nhiều nguồn lực và rất nhiều chất xám và rất nhiều nỗ lực của công ty Amway Việt Nam, cho nên đào tạo offline này. Còn đào tạo online thì chúng ta vẫn sẽ tiếp cận được ở trên các nền tảng của công ty, đặc biệt là trên fanpage của cộng đồng Queen Quốc Việt Nam. Còn đối với các chương trình về đào tạo về offline, chúng ta sẽ phải có những cái điều kiện đầu vào để chúng ta tham dự vào những cái buổi đào tạo này cùng với đầu bếp Dương Thị Hải Anh. Và ngay sau đây thì Tài sẽ chia sẻ với các anh chị các cái điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo đầu bếp tại gia Amway Queen, cũng như là các cái chuỗi thử thách ăn ngon cùng Queen Quốc, và chương trình và sau khi mà chúng ta học xong, chúng ta thực hành, đúng không ạ? Thì chắc chắn là các anh chị nào trong phòng Zoom ngày hôm nay, trong 700 các anh chị ở đây, chắc chắn là có rất nhiều các anh chị từ Platinum trở lên. Chúng ta sẽ là những đầu tàu để chúng ta triển khai những cái kiến thức, những cái mô hình nấu ăn dinh dưỡng này đến từ đầu bếp Dương Thị Anh ra bên ngoài thị trường với những quy mô vừa và lớn, đúng không ạ? Và sẽ có những cái gói hỗ trợ đặc biệt cho năm đầu tiên này, cho tất cả các anh chị nhà phân phối lãnh đạo Platinum thỏa điều kiện. Và ngay bây giờ thì Tài sẽ xin phép được chia sẻ màn hình ạ.
Rồi, không biết là các anh chị ở trên, các anh chị đã thấy được màn hình của Tài chưa ạ? Rồi. Trong chương trình ngày hôm nay thì về phía ngoài về phía luật huấn luyện ra thì chúng ta sẽ có hai cái chương trình chính hỗ trợ cho nhà phân phối, đó chính là chương trình thử thách ăn ngon cùng VinWork và chương trình hỗ trợ đội nhóm Platinum. Thì Tài sẽ đi vào từng cái chương trình một để chúng ta cũng có thể nắm được rõ hơn những cái chương trình này cụ thể như thế nào, và nó sẽ là cái điều kiện đầu vào trong các cái buổi đào tạo offline trực tiếp tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ ạ. Đầu tiên thì đó chính là thử thách ăn ngon cùng VinWork. Thì điều kiện thì nó vô cùng đơn giản. Các anh chị chúng ta sẽ chỉ cần hoàn thiện hai bài đăng trên mạng xã hội, ba buổi cooking OPP, tôi nghĩa là buổi nấu ăn dinh dưỡng tại nhà. Bọn em sẽ tạm gọi, ngày xưa thì chúng ta gọi là home party đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta upgrade bản thân. Dương Thị Anh thì công ty sẽ tạm đặt tên cái chương trình này là Cooking OPP để định vị chương trình này. Nó sẽ là một cái chương trình chúng ta vừa OPP được tốt hơn, cũng như là chúng ta sử dụng kỹ năng nồi Amway Queen của chúng ta được nâng cấp hơn đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ tạm gọi chương trình này là Cooking OPP nha các anh chị. Ba buổi Cooking OPP và chúng ta có tuyển dụng được trực tiếp hai nhà phân phối trực tiếp F1 của chúng ta có PV lớn hơn không? Thì cái điều kiện này nó cũng sẽ vô cùng là đơn giản để cho các anh chị thực hiện. Và điều đặc biệt nữa thì cái chương trình này chúng ta sẽ được tất cả những cái tiêu chí là bài đăng, buổi nấu ăn, cooking OPP và các nhà phân phối tuyển dụng chúng ta sẽ được cộng dồn qua các tháng nha các anh chị. Chứ chúng ta sẽ không tính trong tháng mà chúng ta sẽ được cộng dồn qua các tháng kể từ lúc chúng ta tham gia. Cho nên là điều kiện vô cùng đơn giản đúng không các anh chị? Và khi mà các anh chị thỏa được những cái điều kiện này rồi thì chúng ta sẽ đăng ký các cái hoạt động này ở trên website của DigiCook. Thì một xíu nữa bạn Linh ở bên phòng kinh doanh sẽ hướng dẫn các anh chị đăng ký những cái hoạt động này cũng như là tạo tài khoản ở trên website như thế nào. Thì khi mà chúng ta đăng ký và hoàn thành những cái hoạt động này trên website của DigiCook thì hệ thống sẽ tự động chính các anh chị là chúng ta đã đạt chuẩn thử thách ăn ngon của VinWorks. Và hàng tháng thì công ty sẽ trích xuất cái danh sách nhà phân phối đạt chuẩn này ra, và mỗi nhà phân phối đạt chuẩn chúng ta sẽ có một phiếu mua hàng trị giá là 700.000 đồng. Trong trường hợp chúng ta có lần thứ hai chúng ta đạt chuẩn đúng không ạ, thì chúng ta cũng sẽ được phiếu mua hàng 700.000 đồng, và tối đa là chúng ta sẽ có hai lần để nhận cái giải này nha các anh chị. Tức nghĩa là 1,4 triệu cho một nhà phân phối nha các anh chị. Tức có nghĩa là khi mà chúng ta hoàn thiện 4 bài đăng, 6 buổi cooking OPP và tuyển dụng trực tiếp được 4 nhà phân phối trực tiếp bên dưới chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được tối đa là 1,4 triệu. Và bên cạnh đó thì trong năm 2023 thì chương trình DigiCook cũng sẽ sản xuất rất nhiều bộ gọi là bộ quà tặng độc quyền của DigiCook, bao gồm những cái tạp dề, túi vải và mũ vô cùng là đẹp dành cho tất cả các anh chị nhà phân phối. Thì chương trình giới thiệu nhà phân phối tham gia thì nhà phân phối A giới thiệu nhà phân phối B tham dự chương trình DigiCook, thì nhà phân phối B khi mà đăng ký tài khoản ấy, trên website thì chỉ cần điền cái mã ADA của nhà phân phối giới thiệu mình thôi và đạt chuẩn, nhà phân phối B đạt chuẩn thì nhà phân phối A cũng sẽ được tự động hệ thống ghi nhận là đạt chuẩn cái chương trình giới thiệu tham gia và sẽ được tặng một bộ set quà tặng của DigiCook, và cái này nó sẽ không có giới hạn số lượng cho đến khi hết quà nha các anh chị. Cho nên là chúng ta hãy ngay ngày hôm nay chúng ta hãy giới thiệu tuyến dưới hay là tuyến ngang của chúng ta tham gia càng nhiều càng tốt, vì cái chương trình giới thiệu này nó sẽ không tính là tuyến trên tuyến dưới, mà kể cả là chúng ta giới thiệu tuyến ngang tham dự cũng được nha các anh chị. Thì chúng ta trong nhóm của chúng ta càng nhiều người tham dự thì chúng ta sẽ càng có nhiều những đồng nghiệp, nhiều những đoàn đội tham dự cái buổi đào tạo offline của đầu bếp Dương Thị Hải Anh đúng không ạ? Và đối với cả các cái thử thách ăn ngon của VinWorks thì các anh chị có một số lưu ý các anh chị nha. Các cái bài đăng hay là các cái buổi nấu ăn trực tiếp của chúng ta sẽ cần làm theo nguyên liệu và công thức của đầu bếp Dương Thị Hải Anh nha các anh chị. Và cái thử thách này sẽ bắt đầu chính thức tung vào chiều ngày mai, sẽ mở ra cho tất cả các anh chị nhà phân phối đăng ký. Thì trong sáng ngày mai ban tổ chức sẽ đăng tải các cái tài liệu cũng như công thức nấu ăn cái món đầu tiên trong chuỗi 24 mâm cơm Việt của đầu bếp Dương Thị Anh sẽ tung ra trong năm 2023. Thì ngày mai cái món ăn đầu tiên sẽ được đưa ra cho các anh chị để chúng ta có thêm tư liệu tham khảo.
Và chúng ta cái những cái bài đăng này chúng ta sẽ cần làm theo nguyên liệu hoặc là cái công thức làm của chị Dương Thị Hải Anh, để chúng ta khi mà chúng ta được đào tạo xong rồi thì chúng ta cũng sẽ có cái thực hành, đúng không ạ? Như năm ngoái thì chúng ta ban tổ chức thì cũng rất là thoải mái trong việc là về phần nội dung của nhà phân phối chỉ cần liên quan đến ẩm thực là được. Tuy nhiên thì năm nay định vị của chương trình là thực sự là dành cho tất cả những nhà phân phối muốn nâng cấp bản thân và tập trung vào cái nền tảng là nấu ăn dinh dưỡng, cho nên là tất cả các cái nội dung chúng ta có thể biến tấu tùy vào cái cá tính của mỗi cá nhân nhà phân phối. Tuy nhiên thì về phần món ăn và về phần khung nội dung thì chúng ta sẽ phải theo mẫu nhất định của ban tổ chức nha các anh chị. Và những cái bài đăng này của các anh chị chúng ta sẽ phải đăng trên trang cá nhân và chia sẻ lên trên cộng đồng Kiến Quốc Việt Nam trên Facebook và để chế độ công khai. Và bài đăng sẽ được làm dưới dạng hình ảnh nha các anh chị. Năm nay thì công ty sẽ không có mở cái chương trình làm video nữa, mà công ty chỉ nhận các cái hoạt động về hình ảnh thôi. Nên là các anh chị lưu ý điều này giúp Tài. Các anh chị có thể làm thêm các cái video nấu ăn tuy nhiên ở bên ngoài, còn trong cái thử thách này thì các cái bài đăng thì sẽ chỉ là hình ảnh và content ở phía bên trên, nội dung ở phía bên trên thôi. Và cũng lưu ý là các cái buổi cooking OPP, tức là các cái buổi hay nói nôm na là các buổi home party ấy, thì các buổi nấu ăn dinh dưỡng này có sự tham gia của ít nhất là 2 khách hàng, và các cái món ăn trong cái buổi này cũng phải là những cái món ăn đến từ công thức của đầu bếp Dương Thị Hải Anh nha các anh chị. Và tất cả những cái bài đăng này sẽ phải có cái mã đăng ký hoạt động, thì một xíu nữa thì phía phòng kinh doanh cũng sẽ giới thiệu các anh chị lấy mã hoạt động này trên website như thế nào để chúng ta hoàn thành được các cái hoạt động này nha các anh chị. Và ban nãy thì Tạc có chia sẻ là số lượng bài đăng và các cái buổi hoạt động cooking OPP và tuyển dụng nhà phân phối cũng sẽ được cộng dồn qua các tháng nha các anh chị. Đó là cái chương trình dành cho toàn bộ nhà phân phối trên toàn quốc. Và tiếp sau đây thì sẽ là chương trình hỗ trợ cho đội nhóm Platinum để chúng ta làm các cái buổi nấu ăn dinh dưỡng với quy mô vừa và lớn. Như ngày xưa thì các anh chị cũng biết là chúng ta cũng có các cái chương trình về kem party để hỗ trợ cho chúng ta làm cái buổi nấu ăn dã ngoại ngoài trời, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chương trình này là một cái chương trình hỗ trợ trong thời gian đầu cho tất cả các anh chị nhà phân phối, và nó là một cái chương trình ngắn hạn. Và đây là cái thời điểm vàng để chúng ta tất cả các anh chị nhà phân phối Platinum trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta học tập các cái kiến thức về dinh dưỡng từ đầu bếp Dương Thị Anh, và chúng ta tổ chức những cái sự kiện bên ngoài thì chúng ta sẽ là những cái người tiên phong, đúng không ạ? Và nếu mà là đã người những người tiên phong rồi thì sẽ nhận được những cái hỗ trợ đến từ phía công ty trong cái giai đoạn đầu tiên này để chúng ta cũng có thể là thử nghiệm cái mô hình này ra bên ngoài thị trường, đúng không ạ? Và sau khi mà ban tổ chức lắng nghe những cái phản hồi từ phía thị trường sau một khoảng thời gian thì ban tổ chức sẽ điều chỉnh lại nếu cần thiết. Thì điều kiện để đăng ký cái gói hỗ trợ này dành cho các nhà phân phối lãnh đạo Platinum thì nó sẽ gồm 2 cái điều kiện chính. Cái điều kiện đầu tiên là bản thân nhà phân phối Platinum đó phải tham dự ít nhất một buổi offline của đầu bếp Dương Thị Hải Anh, và có 5 nhà phân phối trong nhóm Platinum đạt chuẩn thử thách ăn ngon cùng Queen Quốc. Thì 5 nhà phân phối này có thể đạt một lần hoặc có thể đạt 2 lần, nhưng tối thiểu họ sẽ phải đạt thử thách một lần, đạt chuẩn thử thách một lần ăn ngon của Queen Quốc. Thì nếu mà trong nhóm Platinum của chúng ta có 5 nhà phân phối đạt chuẩn thì chúng ta sẽ đủ điều kiện để đăng ký tham dự cái gói hỗ trợ này ở trên website của DJ Cook. Thì bên cạnh cái việc là đăng ký thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái trách nhiệm cộng tác về công ty. Đó chính là sau khi mà tổ chức xong thì chúng ta sẽ cần phải gửi danh sách người tham dự cũng như là hình chụp hoạt động nấu nồi và gửi về cho công ty. Và thời gian đăng ký thì công ty sẽ bắt đầu mở từ mùng 1 tháng 5 đến hết ngày mùng 10 tháng 8 để cho chúng ta đăng ký. Cho nên là trong cái giai đoạn 3 tháng đầu của chương trình DJ Cook này thì chúng ta hãy triển khai cho đội nhóm bên dưới tham dự thật nhiều những cái thử thách và thật nhiều những cái buổi đào tạo để chúng ta có một cái lực lượng nhà phân phối bên dưới giỏi về nấu ăn dinh dưỡng. Và mỗi một Platinum thì chúng ta sẽ được đăng ký tối đa là 2 lần ở trong khoảng thời gian là từ mùng 5 tháng 5 năm 2023 đến tháng 10 mùng 10 tháng 8 năm 2023 nha các anh chị. Và gói hỗ trợ của công ty cho mỗi một lần đăng ký đó chính là 10 combo quà tặng độc quyền của DJ Cook, bao gồm là tạp dề, mũ và túi vải canvas DJ Cook để chúng ta cũng có thể làm quà tặng
hay là chúng ta làm branding cho các cái hoạt động nấu ăn dinh dưỡng của chúng ta, đúng không ạ? Và một phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng của công ty Amway Việt Nam. Và tổng tối đa phần gói hỗ trợ mà dành cho các Platinum đó là phiếu mua hàng 6 triệu và 20 bộ quà tặng của DG Cook sẽ dành đến cho tất cả các anh chị. Thực sự là một cái giải thưởng, một cái phần hỗ trợ vô cùng hấp dẫn, đúng không các anh chị? Và ai nhớ là cũng rất là lâu rồi công ty mới ra được những cái gói hỗ trợ tuyệt vời như này dành cho tất cả các nhà phân phối lãnh đạo của chúng ta triển khai ra ngoài thị trường. Rồi, và quay trở lại với cái như ban nãy Tài cũng có nói là để mà thực hiện những cái thử thách ăn ngon của VinWork thì cũng sẽ phải đi theo cái bộ khung của chương trình. Thì Tài sẽ đi ở đây thì Tài sẽ đi một cái ví dụ thôi để cho các anh chị dễ hình dung. Để bài đăng của chúng ta đạt chuẩn ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có bốn cái tiêu chí. Đầu tiên thì bài đăng sẽ cần để ở chế độ công khai và chia sẻ trên trang cá nhân Facebook cũng như là Facebook của cộng đồng VinWorks Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là chúng ta trong cái phần nội dung của chúng ta, các anh chị nhìn thấy con chuột của Tài ạ. Trong cái phần nội dung của chúng ta viết thì các cái món ăn cần làm theo nguyên liệu và công thức được đăng bởi ban tổ chức, thì ban tổ chức sẽ đăng một cái content mẫu lên cho các anh chị nhà phân phối tham khảo ở trên Facebook cộng đồng VinWorks Việt Nam, và chúng ta cũng có thể là dựa vào đấy để chúng ta làm theo, đúng không ạ? Trong cái thời gian đầu này thì cái phần nội dung thì các anh chị hoàn toàn có thể là tham khảo từ phía công ty để và những cái bài tham khảo này thì công ty cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Có thể là về khi mà các anh chị về các anh chị dựa vào thì chúng ta có thể là biến tấu một chút cho hợp phù hợp với cá tính của chúng ta, đúng không ạ? Và trong cái nội dung của cái bài đăng ấy thì chúng ta sẽ cần phải đảm bảo cho ban tổ chức là ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là thông điệp dinh dưỡng trong món ăn. Là cái phần ở giữa đây ạ. Chúng ta sẽ cần phải truyền tải xem là những cái mà chúng ta nấu món ăn theo đầu bếp Dương Thị Anh thì những cái thông điệp dinh dưỡng là gì. Thì trong 24 mâm cơm Việt mà đầu bếp Dương Thị Anh sẽ triển khai cho các anh chị thì cũng sẽ có những cái thông điệp dinh dưỡng ở trong từng món ăn, hay là những cái công thức và cách làm của từng món ăn, thì đầu bếp Dương Thị Anh sẽ có rất là nhiều cái tư liệu, ví dụ như là video clip, poster hay là những cái tài liệu để cho các anh chị tham khảo và chúng ta thực hành. Và trong cái bài đăng này chúng ta thì cũng sẽ phải bao gồm cả nguyên liệu và công thức nấu ăn nữa, và nội dung tối thiểu chúng ta sẽ phải viết là 200 từ, khoảng tầm 200 từ thì nó sẽ chỉ ngắn bằng một nửa cái content mẫu, cái nội dung mẫu này của công ty thôi. Và trong cái phần hình ảnh thì chúng ta sẽ phải có ít nhất một hình ảnh thể hiện món ăn dinh dưỡng được nấu bằng nồi Amway Queen kèm với mã hoạt động. Chúng ta sẽ phải lên website để chúng ta lấy cái mã hoạt động, và sau đấy thì chúng ta sẽ chụp hình món ăn, nồi Queen và mã hoạt động nha các anh chị nha. Như các anh chị thấy thì cái phần mà yêu cầu ban tổ chức này thì nó cũng sẽ khá là khác năm ngoái. Năm ngoái thì chúng ta ban tổ chức thoải mái hơn cho các anh chị để chúng ta làm quen với các cái nội dung về ẩm thực. Tuy nhiên thì thực sự năm nay thì cái cuộc chơi, đúng không ạ? Cuộc chơi trên mạng xã hội là một cuộc chơi vô cùng là rộng là lớn, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải nghiêm túc với chính bản thân của chúng ta. Chúng ta nếu mà đã chúng ta đã đầu tư chất xám và thời gian vào những cái content về ẩm thực ở trên online rồi thì công ty rất rất là muốn các anh chị chúng ta làm những cái điều này và chúng ta thu lại được về những cái hiệu quả nhất định, chứ nếu mà chúng ta làm mà không hiệu quả thì thực sự là nó cũng rất là phí thời gian và phí công sức của chúng ta, đúng không ạ? Cho nên công ty quyết định là làm những cái content mẫu, những cái nội dung mẫu trong từng món ăn để chúng ta cũng có thể dựa vào đấy, chúng ta ngoài việc làm theo công thức của đầu bếp Dương Thị Anh ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái kiến thức về dinh dưỡng của từng món ăn một để chúng ta làm những cái content ở trên mạng xã hội và thu hút được những cái người khách hàng tiềm năng và những ứng viên tiềm năng để chúng ta đưa về những cái buổi nấu ăn tại gia của chúng ta, đúng không ạ? Và từ đó chuyển đổi thành khách hàng và nhà phân phối mới. Thì đó là chiến lược của công ty cho cái dự án DG Cook năm 2023 này. Cho nên rất là mong các anh chị chúng ta đừng vì cái yếu tố chương trình nó thêm một chút xíu mà chúng ta nản nha các anh chị. Chúng ta phải bứt phá cái giới hạn của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta làm theo cái yêu cầu của chương trình thì Tài tin chắc chắn rằng là các anh chị cũng sẽ thu được những cái kết quả nhất định trong thời gian sắp tới khi mà đồng hành cùng đầu bếp Dương Thị Anh cũng như là đồng hành cùng chương trình DG Cook năm 2023. Rồi, và tiếp sau đây thì Tài xin chia sẻ cái điều kiện đầu vào cho cái chương trình đầu
đào tạo offline tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ. Thì cái chương trình đào tạo offline gần nhất chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 20-21 tháng 4 năm 2023, cả sáng cả chiều nha các anh chị, full 2 ngày. Và ban tổ chức cũng có một yêu cầu là chúng ta sẽ phải tham gia đầy đủ cả 2 buổi, chứ chúng ta sẽ không thể nào đăng ký một trong 2 buổi được, mà chúng ta sẽ phải đăng ký cả 2 ngày, học cả 2 ngày và 20-21 thì chúng ta mới nhận chứng nhận của công ty là đã hoàn thành khóa học nấu ăn dinh dưỡng này. Và thời gian đăng ký thì chúng ta có thể đăng ký ngay bây giờ, ngay giây phút này đúng không ạ? Bây giờ là 14:30 thì chúng ta có thể đăng ký ngay từ bây giờ qua cái QR code này. Ban tổ chức sẽ gửi cái QR code này lên trên phong chat cũng như là lên trên Facebook của Cộng đồng Khuyến quốc Việt Nam để các anh chị có thể đăng ký ngay cái QR code này đúng không ạ? Thời gian đăng ký thì sẽ là từ ngày mùng 5 tháng 4 là ngày hôm nay đến hết ngày 17 tháng 4 thì công ty sẽ chốt danh sách. Và thời gian có danh sách để nhập học chính thức cho cái chương trình đào tạo này sẽ là vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, thì công ty sẽ công bố lên trên các cái trang truyền thông của công ty Amway Việt Nam. Và tối đa cho một buổi sẽ là 300 nhà phân phối tham dự nha các anh chị nha. Và nếu mà trong trường hợp Tài sẽ đi cái điều kiện vào trước, và cho riêng cái buổi tháng 4 này thì nhà phân phối sẽ cần hoàn thành ít nhất là một hoạt động bài đăng và ít nhất là một hoạt động cooking OPP, tức là hoạt động nấu ăn tại gia trước ngày 17 tháng 4 năm 2023. Chúng ta đăng ký ở trên website và chúng ta hoàn thành ít nhất một hoạt động bài đăng và một hoạt động nấu ăn tại gia, thì chúng ta sẽ song song với đó thì chúng ta sẽ phải đăng ký ở trên cái link QR code mà công ty gửi ở trên màn hình này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đủ điều kiện vào cái lớp đầu bếp tại gia Amway Queen tại Hồ Chí Minh vào ngày 20-21 này. Và nếu mà trong trường hợp có nhiều hơn 300 nhà phân phối đạt chuẩn cái chương trình này thì công ty sẽ tính số lượng nhà phân phối mới tuyển dụng trực tiếp của tất cả các anh chị nhà phân phối đăng ký từ tháng 1 đến hết tháng 3, thì sẽ lấy từ cao xuống thấp ạ. Thì nếu mà các anh chị nào mà chúng ta đăng ký, chúng ta hoàn thành rồi mà chúng ta chẳng may đúng không ạ, nằm ngoài danh sách học thì còn rất là nhiều những cái khóa học đằng sau. Chúng ta sẽ còn một cái Thơ, một cái Hà Nội và một cái Hồ Chí Minh nữa, cho nên là các anh chị đừng lo nha. Và Tài biết là cái chương trình này thì nó cũng rất là hot, cho nên là số lượng chắc chắn là sẽ nhiều, cho nên là chúng ta hãy nhanh tay đăng ký đúng không ạ? Rồi ạ. Và đây thì Tài sẽ đi qua một chút về tổng quan thời gian của toàn bộ những cái chương trình, cả về đào tạo cũng như là cả về các cái hoạt động về thử thách. Thì đối với các cái hoạt động về đào tạo, thì các cái hoạt động đào tạo sẽ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Tháng 4 sẽ là tại Hồ Chí Minh vào ngày 20-21. Tháng 6 thì sẽ đào tạo tại Cần Thơ, tại Amway Center dưới Cần Thơ. Tháng 8 thì sẽ đào tạo tại Amway Center Hà Nội, và tháng 10 thì sẽ quay trở lại đào tạo tại Amway Center Hồ Chí Minh. Và trong các cái tháng còn lại không diễn ra các cái chương trình đào tạo về offline thì sẽ có những cái buổi livestream chia sẻ đến từ đầu bếp Dương Thị Anh trên Facebook Group Cộng đồng Khuyến quốc Việt Nam, cũng như là sự chia sẻ của những nhà phân phối lãnh đạo cho cái câu chuyện thành công về cái nồi kinh doanh nấu ăn dinh dưỡng của cái nồi Amway Queen Quốc, thì cũng sẽ diễn ra từ tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 trên trực tiếp trên Cộng đồng Khuyến quốc Việt Nam. Và đối với cả 24 mâm cơm dinh dưỡng thuận tự nhiên của đầu bếp Dương Thị Anh chia theo xuân hạ thu đông thì sẽ bắt đầu ra mắt các anh chị ngay trong tuần này, từ tháng 4 cho đến hết tháng 12, thì tổng cộng chúng ta sẽ có 24 mâm cơm Việt theo mùa để chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta làm những cái thử thách của DJ Cook ạ. Và thử thách DJ Cook thì sẽ bắt đầu chính thức là từ ở trên slide này thì đang là mùng 7 tháng 4, nhưng mà chương trình thì sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 4, tức là bắt đầu từ ngày mai nha các anh chị nha. Bắt đầu từ chiều mai thì công ty sẽ mở website để cho các anh chị chúng ta đăng ký tài khoản cũng như là chúng ta đăng ký những cái hoạt động, thì sẽ bắt đầu từ ngày mai là mùng 6 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 10 2023 nha các anh chị nha. Rồi, thì đó là toàn bộ những cái chương trình tổng quan của DigiCook. Và tiếp sau đây thì xin mời bạn Trần Thúy Linh
Nếu mà các anh chị nào mà có bất kể câu hỏi nào trong những cái gì mà Tài vừa chia sẻ thì Tài sẽ trả lời các anh chị vào cuối chương trình nha các anh chị nha. Và các anh chị cứ chat hay không chat và ban tổ chức sẽ trả lời lần lượt các anh chị. Và bên ngay bây giờ thì xin mời bạn Linh ạ, đến từ phòng kinh doanh sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để chúng ta đăng ký những cái hoạt động ở trên website cũng như là thông báo cái chức năng mà đăng ký hỗ trợ của các đội nhóm Platinum thì sẽ ra mắt các anh chị vào thời gian nào. Xin mời chị Trần Thúy Linh đến từ phòng kinh doanh ạ. Dạ vâng ạ, xin chào canh các chị. Từ nãy giờ thì em thấy rằng là cái số lượng người tham gia ở trên Zoom ngày càng lúc càng đông thì chứng tỏ rằng là rõ ràng rằng là ở chương trình DigiCup 2023 thì đang có một cái tín hiệu vô cùng tích cực và đang thu hút được rất là nhiều các anh chị nhà phân phối quan tâm, và em cũng hy vọng rằng là với những cái sự đầu tư của công ty và cái sự tâm huyết của ban dự án thì có thể đem lại cho các anh chị thật nhiều những cái sự trải nghiệm thật là mới lạ ở trong năm 2023 này ạ. Và cái giai đoạn trước thì Hằng cũng như là chị Hải Anh rồi là Tài thì cũng đã chia sẻ cho anh chị một cái nhìn tổng quan về những cái hoạt động mà chúng ta sẽ triển khai. Thì về phía em thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị về những cái cách thức để mà làm sao mình có thể mình tham gia thử thách DigiCup, và mình sẽ làm như thế nào để mình có thể mình quản lý được những cái hoạt động của mình một cách hiệu quả, cũng như là mình theo dõi những cái hoạt động của mình trong cái quá trình mà mình tham gia cái thử thách DigiCup này ạ. Thì công ty cũng có làm một cái website DigiCup, và cái website này thì thực ra là công ty cũng đã đưa vào sử dụng trong năm 2022 và cũng đã được cái sự đón nhận của rất nhiều các anh chị nhà phân phối khi mà tham gia chương trình DigiCup của năm 2022. Và tiếp đến năm 2023 thì chúng ta cũng sẽ tiến hành những cái thử thách của DigiCup 2023, và chúng ta cũng sẽ vẫn tiếp tục chúng ta sử dụng cái giao diện cũng như là cái link website này để chúng ta tiếp tục chúng ta tham gia vào cái hoạt động thử thách của năm 2023. Tuy nhiên thì đối với năm 2023 thì công ty cũng đã có một cái sự điều chỉnh về mặt giao diện cũng như là những cái chức năng để làm sao nó phù hợp hơn với cái lại thân thiện và dễ dàng sử dụng hơn với các anh chị, cũng như là nó phù hợp hơn với những cái tiêu chí của chương trình ở trong năm 2023 này ạ. Thì đây là cái giao diện trang chủ mà các anh chị sẽ vào trong website DigiCup. Và các anh chị sẽ thấy rằng là đây nó sẽ là một cái giao diện trang chủ của DigiCup ạ. Thì ở trong cái giao diện này thì thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái thông tin về chương trình sẽ được công ty update và cập nhật ngay ở bên ngoài màn hình để các anh chị có thể dễ dàng theo dõi được những cái hoạt động, những cái chương trình mà DigiCup sẽ triển khai để chúng ta có thể chia sẻ cho tuyến dưới của chúng ta một cách dễ dàng. Ngoài ra thì ở trong này chúng ta sẽ có những cái thư mục như là về phần thư viện, thì ở đây thì công ty cũng sẽ bọn em cũng sẽ liên tục update những cái tài liệu huấn luyện cũng như là những cái nội dung mà liên quan về DigiCup, về những cái món ăn để cho chúng ta có thể cập nhật trong cái thư viện của những cái bữa ăn theo mùa. Chuyên mục hỏi đáp thì nó sẽ bao gồm những cái câu hỏi liên quan về mặt scheme chương trình, nội dung của chương trình, nội dung của thử thách để các anh chị có thể tham khảo thêm và nắm bắt được đầy đủ những cái yêu cầu chương trình. Và hai cái phần quan trọng đó là phần chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta đăng nhập vào trong trong DigiCup để chúng ta tham gia vào cái hoạt động và cái hành trình thử thách của chúng ta, cũng như là chúng ta theo dõi được những cái hoạt động của chúng ta. Thì khi mà các anh chị bắt đầu tham gia vào cái hoạt động thử thách thì trước tiên là chúng ta sẽ phải đăng ký, và ở trong phần đăng ký này thì chúng ta sẽ đăng ký đầy đủ những cái thông tin bao gồm có mã ADA, tên, email, số điện thoại. Và ở phần đăng ký này thì các anh chị sẽ thấy rằng là so với 2022 thì nó sẽ khác một xíu, đó là chúng ta sẽ có ngay cái phần đăng ký mã nhà phân phối giới thiệu cho chúng ta. Và khi mà các anh chị đăng ký cái tên nhà phân phối giới thiệu cũng như là mã số nhà phân phối giới thiệu và số điện thoại thì nó cũng sẽ được tính cho cái người giới thiệu cho chúng ta cái chương trình này, cũng như rằng là nhà phân phối mà các anh chị giới thiệu cho họ, khi mà họ đăng ký cái thông tin này thì các anh chị cũng sẽ biết được rằng là ai sẽ là những cái người mà các anh chị đã giới thiệu cái chương trình này cho họ ở trong cái phần theo dõi về chương trình người giới thiệu ở bên trong ạ.
Và các anh chị chú ý giúp em rằng là cũng giống như của năm 2022 thì đối với chương trình DigiCook thì mỗi một mã số thì chúng ta sẽ chỉ đăng ký ký một lần, có nghĩa là gì ạ? Là mã số kép thì hai vợ chồng sẽ chỉ dùng một tài khoản thôi ạ. Và khi mà chúng ta đã tiến hành các cái bước đăng ký rồi thì trong này các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có xuất hiện hai mục. Mục thứ nhất là mục liên quan về mặt thử thách của DigiCook 2023, đó là những cái chương trình liên quan đến cái việc mà chúng ta post bài hay là chúng ta làm các cái hoạt động về Cooking OPP ạ. Và cái mục thứ hai thì nó là cái mục về người giới thiệu. Thì ở trong cái mục người giới thiệu này thì nó sẽ hiển thị cho anh chị những cái thông tin gì để anh chị có thể theo dõi. Thứ nhất đó là cái thông tin về nhà phân phối mà các anh chị đã đăng ký, là cái người mà đã giới thiệu cho các anh chị về chương trình DigiCook ở đây, thì nó cũng sẽ hiển thị khi mà trong cái quá trình lúc mà các anh chị đăng ký. Cái thứ hai là một trong những cái thông tin rất là quan trọng, đó là khi mà các anh chị có thể chia sẻ đến chương trình DigiCook đến cho thật nhiều những cái người tham gia, những nhà phân phối khác tham gia, có thể là tuyến ngang, có thể là tuyến bạn, có thể là tuyến dưới của các anh chị, thậm chí có thể là tuyến trên, và để họ cùng tham gia thì ở đây hệ thống cũng sẽ ghi nhận lại khi mà những người này họ cũng tham gia, họ đăng ký chương trình và họ lưu cái thông tin các anh chị là người giới thiệu cho họ. Thì dựa trên những cái thông tin về những cái người mà đã được các anh chị giới thiệu này, thì khi mà họ tham gia cái chương trình thử thách và họ qualify thì các anh chị đồng thời cũng sẽ nhận được cái phần quà tặng combo bao gồm là có một tập dề, một cái túi vải và một bộ mũ của DigiCook. Và cái số lượng quà tặng này của chúng ta thì sẽ không có giới hạn, cho nên là chúng ta càng giới thiệu được càng nhiều những nhà phân phối cùng tham gia đồng hành chương trình này của chúng ta, và càng thực hiện được thử thách thì cái số lượng quà này của các anh chị nó cũng sẽ càng tăng. Ở đây thì cũng sẽ có thêm một cái chức năng để cho các anh chị có thể chọn cái địa điểm là các cái cơ sở vật chất của Amway ở gần cái khu vực mà các anh chị sinh sống, để các anh chị có thể tiện trong cái việc thuận tiện đến để nhận quà tặng. Tiếp theo đó là việc chúng ta tham gia vào cái thử thách làm các cái hoạt động về bài đăng cũng như là các cái hoạt động về về các cái bài OPP đúng không ạ? Về các cái buổi gọi là nấu ăn offline, cooking OPP, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản của chúng ta, và sau đấy thì chúng ta sẽ vào cái phần cái thư mục thử thách 2023. Thì trong cái thư mục thử thách 2023 này thì chúng ta sẽ thấy là có 3 phần giao diện chính. Cái phần giao diện thứ nhất nó sẽ là cái phần giao diện tổng quan về các cái hoạt động mà các anh chị sẽ cần phải thực hiện khi tham gia thử thách, bao gồm có thứ nhất là các cái hoạt động về bài đăng, thứ hai đó là các hoạt động về nấu ăn trực tiếp, và thứ ba nữa nó là cái điều kiện về nhà phân phối tuyến dưới trực tiếp đủ điều kiện của các anh chị đối với cái tiêu chí của chương trình. Thì khi mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động về phần bài đăng hay là về nấu ăn trực tiếp, và chúng ta báo cáo lên trên website ấy, thì hệ thống khi mà các anh chị được duyệt thì nó cũng sẽ thể hiện ở đây cho các anh chị biết rằng là cái số lượng bài đăng hay là số lượng các cái hoạt động về cooking nấu ăn trực tiếp của các anh chị nó đang ở cái tình trạng như thế nào, bao nhiêu bài đã được duyệt, bao nhiêu bài các anh chị đã hoàn thành, số lượng bao nhiêu bài là các anh chị đang chờ duyệt, thì nó cũng sẽ có những cái thông tin ở đây khi mà các anh chị đăng tải lên cũng như là khi mà công ty phê duyệt, để anh chị hoàn toàn có thể nắm được rằng là mình đang ở cái tiến độ như thế nào. Và khi mà chúng ta đã đủ cái điều kiện của chương trình, đấy là chúng ta đủ về số lượng hai bài đăng, chúng ta đủ về số lượng 3 buổi nấu ăn trực tiếp đạt chuẩn, cũng như là chúng ta tuyển dụng được số nhà phân phối đạt chuẩn theo điều kiện của chương trình, thì tự động cái phần thưởng về voucher 700.000 đồng ở đây thì nó cũng sẽ xuất hiện. Ở cái màn hình này thì đây nó là một cái ví dụ để cho các anh chị thấy rằng là gì ạ, là cái nhà phân phối này họ chưa đủ điều kiện đạt chuẩn, nhưng mà vì cái điều kiện nhà phân phối mới của họ chưa có, nhưng mà nếu như mà họ đủ cái điều kiện nhà phân phối mới thì cái voucher ở đây nó cũng sẽ tự động nó thể hiện cho các anh chị là các anh chị sẽ đạt được bao nhiêu voucher, và tối đa thì chúng ta sẽ nhận được là 2 cái voucher cho cái chương trình thử thách này ạ. Và các cái hoạt động mà các anh chị tạo thì các anh chị sẽ cũng theo dõi được ở phía bên dưới này, cụ thể
cái tình trạng hoạt động, cái loại hình hoạt động của các anh chị, cũng như là cái thời gian mà các anh chị đăng bài, và nội dung chi tiết tiến độ như thế nào để các anh chị cũng có thể xem được trong này. Và công ty cũng tạo ra được những cái bộ lọc ở trong cái quá trình để chúng ta tiện chúng ta theo dõi cái hoạt động của chúng ta dựa trên mức trạng thái và dựa trên cái mã số hoạt động. Và đây là một cái ví dụ khi mà chúng ta vào, chúng ta tạo một cái hoạt động mới để chúng ta tham gia chương trình. Ví dụ như là chúng ta làm một cái hoạt động bài đăng, hoặc là chúng ta làm một cái hoạt động về cooking OPP, đúng không ạ? Mà các anh chị thì cũng nào mà đã từng tham gia ở những buổi trước thì chúng ta cũng rất là quen thuộc. Thực ra thì đấy chính là cái hoạt động về home party, và chúng ta dùng cái cách nói mới đi thôi. Thì khi mà chúng ta đăng ký vào cái phần hoạt động này thì chúng ta sẽ có hai cái hình thức chúng ta chọn. Một là chúng ta là chọn vào hoạt động bài đăng, hoặc là chúng ta chọn vào hoạt động cooking OBP tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Và khi mà chúng ta tạo hoạt động thì hệ thống sẽ tự động gửi cho chúng ta một cái mã hoạt động, thì đây nó cũng sẽ là một cái thông tin rất là quan trọng. Thì các anh chị sẽ lưu lại những cái mã hoạt động này để trong cái quá trình mà chúng ta post các cái bài đăng lên, đúng không ạ? Hay là chúng ta chụp cái hình ảnh về những cái buổi nấu ăn trực tiếp của chúng ta, thì cái mã hoạt động này nó sẽ cần phải xuất hiện trong cái hình ảnh. Ví dụ như là đối với bài đăng thì nó sẽ cần phải xuất hiện bên cạnh món ăn có nồi queen, đúng không ạ? Và nếu như là những cái buổi OPP, cooking OPP trực tiếp, thì chúng ta sẽ cần phải có hình ảnh của cái mã hoạt động này kèm với lại số lượng người tham gia cũng như là món ăn thể hiện bằng nồi queen trong một bức ảnh, thì như vậy mới được coi là một cái hoạt động mà một cái hình ảnh đạt tiêu chuẩn, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đã thực hiện xong cái hoạt động về bài đăng cũng như là hoạt động về nấu ăn trực tiếp, chúng ta mời khách hàng của chúng ta đến, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái giai đoạn báo cáo. Và với cái giai đoạn báo cáo thì chúng ta sẽ vào lại cái giao diện của cái thử thách, chúng ta vào lại phần cập nhật hoạt động. Và đây thì đối với lại bài đăng thì chúng ta sẽ cần phải cung cấp hai thông tin. Thứ nhất đó là cái hình ảnh chụp về cái bài đăng của các anh chị ở trên Facebook, và cái thứ hai nữa là gì ạ, là cái link website, đúng không ạ? Em xin lỗi, cái link Facebook của cái đường dẫn đến cái bài đăng đấy của các anh chị. Và các anh chị lưu ý là phải để cái link ở chế độ công khai, thì phía ban tổ chức các bạn xét duyệt mới có thể truy cập và mới có thể xem được cái bài đăng của các anh chị và xét duyệt được cho các anh chị. Mà riêng với lại nếu như mà chúng ta làm cái hoạt động về cooking OPP thì chúng ta sẽ chỉ cần phải đăng tải cái hình ảnh thôi, và chúng ta không cần phải đăng tải về cái đường link. Đường link sẽ chỉ áp dụng đối với lại hoạt động bài đăng. Và khi mà chúng ta đã hoàn tất thì tự động hệ thống sẽ gửi cái thông tin về cho ban quản trị để cho ban quản trị biết rằng là cái trạng thái, cái hoạt động bài đăng hay là cái hoạt động cooking OPP đấy của chúng ta thì đã được 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 hoàn thành, và phía ban tổ chức sẽ phê duyệt hàng ngày cho các anh chị để xem rằng là cái hoạt động đấy của các anh chị là có được duyệt hay không. Và trong cái quá trình cách mà nếu như trong quá trình chúng ta chẳng may chúng ta của các anh chị chưa được ban quản trị duyệt, thì chúng ta sẽ có thêm một cái chức năng, đấy là chức năng yêu cầu thay đổi. Thì khi mà các anh chị bấm vào đây ấy, thì trong vòng 24 giờ sẽ mở lại cái quyền thay đổi, upload lại ảnh cho các anh chị thì các anh chị có thể thay đổi. Nhưng mà chúng ta cũng hãy lưu ý là cái chức năng này nó cũng sẽ rất là hạn chế. Chúng ta cũng sẽ cố gắng để chúng ta đừng thường xuyên để chúng ta thay đổi cái hình ảnh cũng như là cái nội dung mà chúng ta đã submit rồi, chúng ta đã gửi cho ban tổ chức rồi ạ. Và một khi mà ban tổ chức đã tiến hành mà duyệt cái hoạt động này cho các anh chị rồi, có nghĩa là đã công nhận hoặc không công nhận rồi, thì lúc này chúng ta sẽ không còn xuất hiện cái nút thay đổi này nữa, và chúng ta sẽ phải chấp nhận cái kết quả đấy các anh chị nhé. Cho nên là chúng ta hết sức lưu ý là một khi mà chúng ta đã upload những cái hình ảnh lên thì chúng ta hãy cố gắng là chúng ta upload thật đúng để tránh bị sai sót và phải sửa chữa. Và bên cạnh đấy thì sẽ có những cái nội dung về như ban đầu em Linh có chia sẻ, đấy là về chuyên mục hỏi đáp. Thì ở trong này công ty cũng sẽ chuẩn bị những cái câu hỏi thường gặp liên quan về mặt chương trình, liên quan về mặt thử thách, để các anh chị hoàn toàn các anh chị có thể tham khảo những cái nội dung này.
để chúng ta nắm rõ hơn và kỹ hơn về những cái tiêu chí cũng như là các cái điều kiện của chương trình đào tạo cũng như là chương trình thử thách. Bên cạnh cái việc rằng là chúng ta chưa nắm rõ, chúng ta có thể gọi lên call center để phía ban dự án có thể hỗ trợ chúng ta, thì với những cái câu hỏi mà thường xuyên các anh chị hay hay gặp phải thì ban tổ chức cũng đã tổng hợp một cái bộ những cái câu hỏi và các anh chị có thể tham khảo những cái đáp án, những cái câu trả lời ở đây để rõ hơn cái thông tin của chương trình. Và thư viện tài liệu thì cũng sẽ cung cấp cho các anh chị những cái thông tin về những cái hoạt động của DigiCook 2023, về những cái chuỗi đào tạo, chuỗi training, về thời gian, và cũng sẽ được cập nhật đến các anh chị một cách rất là thường xuyên, cũng như là những cái nội dung của thử thách DigiCook 2023 thì cũng sẽ được công ty cập nhật ở trong thư viện của DigiCook. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể tìm thêm rất nhiều những cái nguồn thông tin khác về mặt truyền thông, hay là những cái thông tin về những về về những cái công thức nấu ăn thì cũng sẽ được công ty upload lên trên cái mục thư viện thông tin này, để có thể làm đa dạng hơn cái nguồn thông tin cũng như là hướng đến cho các anh chị có thêm được nhiều những cái công thức nấu ăn đa dạng hơn và có thể tìm kiếm nó một cách dễ dàng và nó tập trung hơn. Một cái chức năng nữa mà các anh chị có thể sẽ cần dùng đến, đấy là cái chức năng là khi trong cái quá trình chúng ta đăng nhập mà chẳng may chúng ta quên mất cái mật khẩu, thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta có thể lấy lại mật khẩu. Cái cách thứ nhất đó là gì ạ? Là chúng ta có thể dùng email của chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta đăng ký email ấy, thì chúng ta lấy lại mật khẩu bằng cách rằng là chúng ta đăng nhập và chúng ta điền cái thông tin email của chúng ta ở đây, thì trong vòng 24 giờ thì hệ thống cũng sẽ gửi lại cái mật khẩu cho các anh chị. Còn cách thứ hai đó là gì ạ? Đó là các anh chị có thể liên hệ đến bộ phận trực tiếp, đến bộ phận hỗ trợ thông qua Zalo. Nhưng mà tuy nhiên thì cái cách mà liên hệ này thì sẽ xử lý cho các anh chị trong giờ hành chính thôi ạ. Và ngoài ra thì như vừa nãy mà bạn Chí Tài có chia sẻ, thì chúng ta cũng có thêm một cái chương trình, đó là chương trình gói hỗ trợ cho nhà phân phối Platinum, đúng không ạ? Thì thực ra thì với cái chức năng về gói hỗ trợ cho nhà phân phối Platinum thì sẽ chính thức được tung ra mắt. Nó sẽ là một cái chức năng cũng ở trên website DigiCook và nó sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 15 tháng 4. Cái cách thức đăng ký thì nó cũng sẽ có một số cái điểm tương đồng như là cái cách mà ngày xưa các anh chị đã từng đăng ký gói hỗ trợ Kamati, đó là chỉ một số những cái mã nhà phân phối mà danh hiệu hiện tại đang là Platinum hiện tại thì chúng ta mới có thể chúng ta sử dụng được cái chức năng này thôi. Và hệ thống thì cũng sẽ tính toán cho các anh chị rằng là ở trong hệ thống của mình thì sẽ có những nhà phân phối nào đã qualify được cái thử thách của DigiCook 2023 để đủ đạt tiêu chuẩn là một trong số 5 nhà phân phối đầu vào, thỏa điều kiện đầu vào để các anh chị có thể đăng ký tham gia được cái gói thử thách này. Và sau khi mà chúng ta mà hệ thống tự tính toán thì nó sẽ mở cho các anh chị một cái chức năng để cho chúng ta có thể đăng tải những cái nội dung cũng như là những cái hình ảnh của những cái buổi mà chúng ta tổ chức về cooking OPP, nghĩa là nấu ăn trực tiếp ở cái quy mô lớn, kèm với lại chúng ta cũng sẽ gửi cho công ty về hình ảnh và danh sách những cái người tham gia. Thì sau khi mà công ty có cái sự xét duyệt thì công ty cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái gói hỗ trợ, đó là cái voucher sản phẩm cũng như là cái gói hỗ trợ về cái bộ combo sản phẩm của DigiCook. Thì cái chức năng này thì cũng sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2023 và sẽ gửi đến các anh chị sau ạ. Thì đó cũng là toàn bộ những cái chức năng cơ bản nhất của chương trình của DigiCook sẽ được đưa lên trên cái giao diện website và sẽ được chính thức mở ra vào ngày mai, ngày mùng 6 tháng 4, để cho các anh chị có thể sử dụng và có thể trực tiếp để chúng ta có thể đăng ký và chúng ta tham gia, cũng như là chúng ta đăng những cái bài chia sẻ, những cái bài đăng đầu tiên của chúng ta để trước tiên là thỏa cái điều kiện đầu vào cho cái chương trình tham gia nấu ăn offline mà vừa nãy Hằng cũng như là Tài đã chia sẻ cho các anh chị. Thì cái chức năng ngày mai, cái website này ngày mai cũng sẽ được công ty mở và cũng hy vọng rằng là sẽ được đón nhận rất nhiều cái sự đăng ký của tất cả các anh chị ạ.
Và tiếp theo đây thì chắc là sẽ nhường cho Tài để chuẩn bị chúng ta sẽ đến với lại cái phần chia sẻ cũng như là giải đáp các cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị trong suốt chương trình được không ạ? Dạ rồi, xin cảm ơn chị Linh đến từ phòng huấn luyện ạ. Em xin lỗi, xin là cảm ơn chị Linh đến từ phòng kinh doanh. Chương trình hot quá nên là làm cho Tài cũng khá là bối rối trong cái ngày đầu tiên ra mắt chương trình DigiCook 2023. Các anh chị ơi, thì các cái câu hỏi của các anh chị thì Tài cũng đã trả lời trên khung chat toàn bộ các câu hỏi của anh chị rồi. Thì trong ngày mai công ty sẽ tung toàn bộ những cái thông tin này, các cái cách thức đăng ký này, điều kiện đầu vào chương trình đào tạo này, hay là các cái bài content mẫu cho các anh chị vân vân và mây mây, thì tất cả những cái này công ty sẽ post vào ngày mai cho các anh chị để các anh chị thực hiện nha các anh chị nha. Và các anh chị lưu ý là để đủ điều kiện đầu vào chương trình đào tạo tại khu vực Hồ Chí Minh vào ngày 20-21 tháng 4 này, hoặc là các anh chị ở ngoài miền Bắc hoặc là khu vực phía Trung hoặc là Mekong, nếu mà muốn tham dự chương trình đào tạo này thì chúng ta hãy nhanh tay là chúng ta đăng ký và hoàn thành hoạt động thật sớm, để chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có cái đầu vào cho cái chương trình đào tạo, đúng không ạ? Và thực ra thì bây giờ thì cũng hết thời gian rồi. Vào lúc 3 giờ thì chúng ta sẽ có một cái Zoom của bộ phận trải nghiệm khách hàng cho tất cả các anh chị để chúng ta tìm hiểu thêm về các cái nâng cấp hay là những cái thông tin về từ phía phòng ban AC trải nghiệm khách hàng. Thì thay mặt cho toàn bộ team dự án bao gồm phòng kinh doanh và phòng huấn luyện, xin cảm ơn tất cả các anh chị nhà phân phối đã dành tình cảm cho DigiCook, cho Home Party trong suốt những năm vừa qua, và hy vọng rằng là đến năm 2023 thì tất cả các anh chị nhà phân phối vẫn dành những cái tình yêu thương cho chương trình, cho nồi Amway Queen và phòng kinh doanh và phòng huấn luyện. Tin chắc chắn rằng là với những cái thay đổi, những cái đào tạo, đặc biệt là những cái đào tạo của công ty sẽ giúp chúng ta nâng cấp bản thân hơn, chúng ta kinh doanh với nồi Amway Queen Work thành công hơn, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ từ nồi Amway Queen thì chúng ta sẽ ra hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn nhà phân phối mới, đúng không ạ? Và đặc biệt trong thời gian này thì Tài biết là rất nhiều anh chị trong vòng Zoom cũng đang chạy cho chương trình du thuyền nữa, cho nên là để mà tăng cái số tuyển dụng nhiều hơn của chúng ta thì chúng ta hãy áp dụng cái mô hình này để chúng ta đi tuyển dụng được tốt hơn nha các anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, và xin hẹn gặp lại các anh chị vào ngày 10, vào ngày 20 và 21 tháng 4 tại Amway Center tại Hồ Chí Minh cùng với đầu bếp Dương Thị Anh ạ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.